chương 1241, chỉ cần ta thích đậu đậu, chúng ta thì là hảo bằng hữu. Thanh âm thanh thúy biến ảo không lường. Tràn ngập thần thánh, rõ ràng phân, phiếu miễu. Hết lần này tới lần khác vừa có to lớn cuồn cuộn, dường như thiên địa thanh âm, quanh quẩn tại thiên địa bên trong. Thanh âm này chỉ là lắng nghe, tựa như là một loại nào đó nhạc khúc, khiến người ta tâm trí hướng về, gây nên vạn linh bồi hồi. Phượng tổ. Cứ việc chỉ thính kỳ thanh, không thấy một thân. Nhưng có thể có bản lĩnh này, có này tự tin người, trong thiên hạ thì chỉ có chút ít mấy người. Thiên hậu có thể, nhưng cái này một vị đến bây giờ cũng không từng xuất hiện, cho dù là xuất hiện về sau, cũng sẽ không đứng tại chính mình mặt đối lập, mà là mình quân đội bạn, cho nên lựa chọn chỗ trống đã không lớn, đầu trường sinh tinh chuẩn đã đoán được mục tiêu. Tù ngưu to lớn thân thể máu thịt, giống như xếp gỗ đồng dạng, trong nháy mắt liền đã tán loạn. Giữa thiên địa vẫy xuống lấy máu tươi cùng huyết nhục, giống như mưa to bên trong hỗn tạp mưa đá, tầm vang ở giữa tảng mát giữa thiên địa. Chính cô tay Quỳnh Hoa Kỳ, một kích hung ác cắm vào thân rồng bên trong quỳnh hoa thiên tôn đột nhiên cảm nhận được lực cản biến mất không còn tâm tích một đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt tình cảnh này lãnh đạm mở miệng nói đây là gãy đuôi cầu sinh thần thông cái môn này thần thông ta từ thượng cổ nhìn thấy qua tuy nhiên thời khắc mấu chốt đủ để bảo mệnh nhưng sau đó ảnh hưởng cực lớn tù ngưu đã ở vào hư nhược kỳ nhưng cái này một loại bảo mệnh chi thuật về sau muốn là không thể thoát khỏi rơi nguy hiểm đều sẽ phối hợp lấy liều mạng chi thuật sử dụng tù ngưu lấy một loại nào đó liều mạng chi pháp sẽ ngắn mũi duy trì ở thực lực của mình, nhưng chỉ cần chúng ta kéo một đoạn thời gian, tù ngưu không chiến tự tan. Quỳnh Hoa Thiên Tôn ánh mắt nhìn về phía nhân gian giới vị trí về sau, tiếp tục mở miệng nói, cái này một loại biện pháp không thể làm. Bây giờ đại chiến cùng một chỗ, các phương chú ý, thời gian càng kéo dài, khẳng định sẽ sinh ra biến số tới. Có người là không nguyện ý chúng ta giết chết tù ngưu, bởi vì không có tù ngưu về sau, bọn họ liền muốn chính diện đối mặt đậu trường sinh. Trực tiếp quan minh chính đại bảo trụ tù ngưu bọn họ không dám, có thể trong bóng tối động một số tay chân, cho tù ngưu sáng tạo cơ hội, đây không phải một việc khó khăn. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, phượng tổ do ta đối phó. Tù ngưu thì giao giao cho các ngươi. Quỳnh Hoa Thiên Tôn lời nói rơi xuống về sau, đã chủ động đón nhận lấp lóe năm màu quang mang, rất rõ ràng Quỳnh Hoa Thiên Tôn không phải việc phải làm người, chủ động đi gặm cứng trắng nhất kẻ khó chơi. Tuy nhiên bây giờ mạnh nhất chỉ là tam tai phong hào thiên tôn thực lực, nhưng phượng tổ là tổ cảnh đỉnh phong, đây rốt cuộc là muốn vượt qua phù tổ cùng thiên kình vương bọn họ. Quỳnh Hoa Thiên Tôn chủ động đối phó tối cường giả, cái này một chút cũng không có trộn gian dùng mánh lới, lại bắt bẻ người cũng bắt bẻ không ra nửa phần mau bệnh tới. Cười lạnh một tiếng vang lên, ngũ sắc ánh sáng phóng lên tận trời, ăn mòn trên trời dưới đất, trong lúc nhất thời thiên địa chỉ có năm màu quang mang không ngừng lưu chuyển. Quỳnh Hoa Thiên Tôn gặp một màn này về sau, lại là thu hồi trong tay chất gỗ cự thuẫn, lật tay ở giữa lấy ra một ngọn đèn sáng, đèn đuốc như đậu, không ngừng chập chờn, mông lung quang mang hiện ra về sau, lại là chiếu rọi Quỳnh Hoa Thiên Tôn vị trí bừng sáng dẫn theo một chiếc thanh đồng ngọn đèn, Quỳnh Hoa Thiên Tôn không ngừng hướng về phía trước, cùng ùng kéo đến đánh thẳng tới ngũ sắc ánh sáng, dường như tao ngộ vô hình bình chướng đồng dạng, trong nháy mắt liền đã bị chặn lại, Quỳnh Hoa Thiên Tôn từng bước một tiếng về phía trước, ngũ sắc ánh sáng không ngừng tiêu tán, quân lính tan rã. Nguyên bản nhẹ nhõm tự tại phượng tổ, một đôi mắt phượng đã ngưng trọng lên, băng lãnh vô tình thanh âm vang vọng đất trời, thanh đồng thần đăng. Món này bảo vật vậy mà trong tay ngươi. Chợt phượng tổ hiện ra minh ngộ, nói một mình nói, cũng đúng vật này chính là thanh thiên câu quân chú tạo năm đó chuyên môn dùng để đối phó ta lúc trước chính là từ thần nữ thanh minh chấp chưởng trận chiến kia thanh minh chính là bằng này ngăn chặn ta cái này mới cho thanh thiên câu quân sáng tạo ra cơ hội thành công nương tựa theo trấn hải châu đánh tan tổ long dẫn đến long tộc đại bại từ đó long đình tứ phân ngũ liệt nghĩ không ra không mấy năm sau vật này lại còn tại có thể thần nữ thanh minh đã không còn tồn tại bây giờ muốn đến hẳn là gặp cái kia yêu phi độc thủ cái này cũng rất bình thường thần nữ thanh minh ngưỡng mộ thanh thiên câu quân vì thế đều bỏ qua tên thật lấy lúc trước bọn họ song phương lần đầu gặp nhau minh hà vì danh chỉ có thanh minh chết rồi yêu phi mới có thể thượng vị phượng tổ không có chút nào khí độ cười ha hả cứ việc tại qua hoàng đạo trường bên trong phượng tổ cũng không khiếm khuyết đối với ngoại giới tin tức nhưng thượng cổ thời đại lúc thu hoạch được tin tức không nhiều trừ phi là đại sự kinh thiên động địa chỉ có thượng cổ sụp đổ về sau qua hoàng đạo trường xuất hiện lỗ thủng phượng tổ tin tức mới thông suốt lên điểm này phượng tổ mặc dù đã trong lòng có suy đoán nhưng lại là không cách nào đi chứng thực, nhưng bây giờ thanh đồng thần đang xuất hiện, đã nghiệm chứng trong lòng suy đoán đều là thật. Quỳnh Hoa Thiên Tôn nhìn lấy tàn phá bừa bãi cười to, cực kỳ vui sướng phượng tổ, trực tiếp mở miệng uống nắng nói, thanh minh tiền bối là bởi vì lúc trước đại chiến, thương tổn tới bản nguyên, đằng sau lại một lòng muốn đột phá, sau cùng trùng kích bình cảnh thất bại, đối mặt với hung mảnh phản vệ trực tiếp tọa hóa. Chuyện này phát sinh ở nương nương nhập thần đình tiền, chỉ cần phượng tổ tiền bối cẩn thận chú ý lịch sử viễn cổ, có lòng đi thăm dò nghiệm, là có thể nghiệm chứng. Phượng Tổ cười lạnh nói, "Yêu Phi cũng không phải một người chết, là tại Thanh Minh tọa hóa sau mới xuất thế. Lấy Yêu Phi bản sự, tại Thanh Minh tử vong thời điểm, có đủ thực lực ra tay. Cho nên như vậy lời nói, cũng chính là lừa gạt một chút ba tuổi trẻ nhỏ, ngươi cũng không cần giải thích, ta đối với cái này không quan tâm. Ngược lại cho rằng Yêu Phi làm không tệ, dù sao lúc trước muốn không phải Thanh Minh, ta cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào hỗn độn, hậu kỳ có trấn áp nỗi khổ, đến bây giờ mới thành công đào thoát lồng giam, thu được tự do chi thân." phượng tổ sau lưng lông đuôi nhẹ nhàng vung vẩy ở giữa ngũ sắc ánh sáng đại nướng giống như diệt thế dòng nước lũ phượng tổ bình thản âm thanh vang lên thanh đồng thần đăng cứ việc khắc chế ngũ sắc thần quang, có thể vật này tại thanh minh trong tay ta còn thúc thủ vô sắc đó là bởi vì thanh minh thực lực đủ mạnh nhưng nếu đổi lại là ngươi thì tạm được vạn vật tương sinh tương khắc tại tuyệt đối lực lượng phía dưới lửa cũng có thể khắc nước quỳnh hoa thiên tôn lật tay ở giữa quỳnh hoa kỳ đã cắm vào sau lưng đại kỳ phấp phới không ngừng dập dần ra lực lượng vô hình cái tay còn lại nắm giữ một thuẫn từng bước một tiếng về phía trước đi đến quỳnh hoa thiên tôn không nói một lời chính diện trùng kích phượng tổ hai người trong nháy mắt quấn quít lấy nhau quỳnh hoa thiên tôn cứ việc thực lực yếu một ít có thể bảo vật trong tay đông đảo nhất là thanh đồng thần đăng lực lượng vừa vặn đền bù lên quỳnh hoa thiên tôn không đủ trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại tràn diện lập tức giằng co xuống đậu trường sinh nhẹ nhõm tự tại trong tay băng phách đao một đao tiếp lấy một đao chém thẳng lấy bá hạ bia mỗi một lần oanh kích đều như là lôi đình oanh minh kinh khủng dư âm khuếch tán ra đến bao phủ trăm ngàn dặm chi địa bá hạ thực lực không yếu đậu trường sinh có thể ngăn chặn đối phương đã hoàn thành nhiệm vụ chờ đợi lấy phù tổ cùng thiên kình vương liền giết chém giết tù ngưu thiên kình vương lau sạch lấy khóe miệng nhìn thấy bàn tay bên trong huyết dịch vừa mới một lòng chạy trốn cái khác bất cứ chuyện gì đều không để ý tới giờ phút này mới có ngắn mũi nhàn hạ lau một chút huyết dịch tươi đẹp huyết dịch hiện ra tại trong lòng bàn tay thiên kình vương sau khi nhìn thấy một đôi mắt là một mảnh mù mịt. Đậu Trường Sinh người này, thật là muốn chính mình đi chết a. À. Vừa mới cục thế vô cùng vô cùng nguy hiểm, muốn là lại chờ một lát, sợ là mình liền phải chết. Thiên Kình Vương nguyên bản còn kỳ quái tù ngưu từ đâu tới lòng tin, có thể giết chết chính mình, hiện nay xem ra cũng là có Phượng Tổ cái này hậu thủ. Không thể không nói tù ngưu vội vàng ở giữa đến đây tiếp viện, cũng chuẩn bị vạn toàn, mà không phải đầu nóng lên thì lao ra ngoài. Phượng Tổ là tổ cảnh đỉnh phong, tù ngưu cùng bá hạ đều là tổ cảnh cho dù là thực lực không có hoàn toàn khôi phục có thể đội hình như vậy liền xem như gặp phải ngoài ý muốn như vậy bọn họ cũng là có thể giải quyết coi như là không được lời nói cũng đủ để giữ được tính mạng thiên kình vương tiến lên một bước đã trông thấy quỳnh hoa thiên tôn trong tay thanh đồng thần đăng không thể không nói thiên hậu lẫn vào tốt hơn chính mình nhiều lắm thần đình cùng thiên đình bảo vật hiện nay không biết có bao nhiêu tại thiên hậu trong tay thiên hậu không ít đều không cần đến toàn bộ đều làm lợi quỳnh hoa thiên tôn có thanh đồng thần đăng về sau phượng tổ uy hiếp đã không lớn bá hạ có đậu trường sinh đối phó như vậy bọn họ chỉ muốn chém giết tù ngưu liền có thể thành công rút lui nhưng khi thiên kình vương nghĩ tới chỗ này trong nội tâm thì vô cùng không thoải mái bởi vì lần này muốn giết tù trâu rõ ràng chính là đậu trường sinh chủ động liên lạc chính mình sử dụng một câu tiếng thông tục cái này một cái bẫy chính là đậu trường sinh tổ bình thường mà nói thân là tổ cục người tự nhiên là muốn làm khổ nhất công việc nặng nhọc nhất dù sao đậu trường sinh là người được lợi nhưng trước mắt đâu cái này đậu trường sinh ngay tại vẫy nước bây giờ cùng một cái bá hạ đánh sinh động, cái này thuần túy là lừa gạt quỷ đâu. Đậu trường sinh cứ việc không phải một tôn bất hủ, có thể chiến lực cường đại, nhất là bất hủ thần binh đông đảo, bây giờ chỉ là lấy ra băng phách đao, ở nơi đó chặt chặt chặt, cũng không phải cái gì tiểu côn đồ, du côn lưu manh. Thiên kình vương hít một hơi thật sâu, sau đó trùng điệp phun ra. Nhờ vào đó bình phục tâm tình trong lòng, áp chế xuống bất mãn của mình. Không thể sinh khí. Tuyệt đối không thể sinh khí. Tù ngưu cũng là bởi vì nhất thời khí phách, từ đó đắc tội đậu trường sinh, sau cùng vò đã mẻ không sợ rơi, dự định tiên hạ thủ vi cường, có thể không nghĩ tới giết người không thành, phản vệ chi lực tới, bây giờ xa vào đến tử cục bên trong. Chỉ cần mình không tức giận, như vậy vừa mới bị kém một chút hố chết thì không tồn tại. Chỉ cần nghĩ đến đậu trường sinh tốt. Như vậy chúng ta còn là hảo bằng hữu. Đậu trường sinh ngược ta trăm ngàn lần, ta vui vẻ chịu đựng. Thiên kình vương triệt để chặt đức thượng vàng hạ cám ý nghĩ, đã là triệt để lật phần. Đậu Trường Sinh bây giờ đối bá hạ xuất thủ, đó là bởi vì bá hạ phòng ngự quá cao, Đậu Trường Sinh muốn đích thân đánh vỡ bá hạ phòng ngự, đem cái này một vị cũng lưu lại, cũng không phải Đậu Trường Sinh trộm gian dùng mánh lới, cố ý tưới nước, ngồi chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, sau đó Đậu Trường Sinh lại nhìn đĩa phía dưới đồ ăn. Không thể nào. Đậu Trường Sinh đại nhân đại nghĩa, tuyệt đối sẽ không làm loại này đạo đức bại chuyện xấu. Thiên Kình Vương lại thở ra một hơi, đối với Tù Ngưu mở miệng nói, ngươi nếu là không có ẩn tàng thủ đoạn, như vậy hôm nay là tử kỳ của ngươi bất quá muốn đến, ngươi vẫn là có điều giấu giếm. Muốn là không đáy bài, phượng tổ sẽ không đưa thân vào trong nguy hiểm. Nàng có thể dệt hoa trên gấm, không có khả năng đưa thang khi có tuyết. Chương 1242, đều là đậu đậu sai. Thiên kình vương lau hết huyết dịch, dính máu quần áo, quang mang lóe lên về sau, liền đã một lần nữa sạch sẽ, toàn thân trên dưới khô mát, dường như giống như là một vị không có chuyện gì người một dạng, chỉ có thiên kình vương sắc mặt tương đối trắng xám một số, chứng minh vừa mới hết thảy không phải ảo giác, chính là là chân thật tồn tại. Thiên Kình Vương ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Tù Ngưu, muốn nhờ vào đó khám phá Tù Ngưu hư thực. Tù Ngưu sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, bị đánh trở tay không kịp mới thất thố, hiện nay đã thành công khôi phục, bây giờ chống cự lại phù tổ trong tay phù kiếm, người đã không ngừng hướng về sau rút lui, ngay tại dần dần rút ngắn lấy cùng nhân gian giới khoảng cách, Tù Ngưu mục đích hết sức rõ ràng, chính là định đợi đến nhân gian giới người tới. Làm như vậy muốn giảm bớt khoảng cách, cho dù là tương đối hạt cát trong sa mạc, có thể rút ngắn một giây là một giây, không chừng cũng bởi vì cái này một giây thời gian, thành công kiên trì đến viện quân đến thu hoạch được cứu vớt. Phù tổ ôn hòa mở miệng nói, tù ngưu không tin ngươi cùng ta có thể giết hắn. Tù ngưu đối bản thân thực lực là vô cùng tin tưởng. Án chiếu lấy tình huống bình thường, cái này cũng đúng vô cùng. Hai người chúng ta đánh bại tù ngưu không khó, muốn giết tù trâu lại không được, giống như là tù ngưu muốn giết ngươi, cũng là ba tôn bất hủ, trong đó càng là có phượng tổ dạng này tổ cảnh đỉnh phong. Nhất là ngươi bị thương, sau so tù ngưu đỡ một ít, có thể tù ngưu vận dụng liều mạng chi thuật, ngươi còn không bằng tù ngưu, đây chính là tù ngưu hiện nay lực lượng. Thiên Kình Vương tăng thêm một câu nói, thông tù ngưu cũng không cho là chúng ta sẽ liều mạng, sẽ vì đậu trường sinh cùng hắn liều mạng. Bất luận là làm sao nhìn, tù ngưu hy vọng sống sót đều phi thường lớn. Phù tổ cùng Thiên Kình Vương từng câu từng chữ bên trong, đã đem tù ngưu trong lòng chỗ có ý tưởng, toàn bộ đều cho giải phẫu đi ra. Thiên Kình Vương một đôi mắt bắt đầu hít mắt, lạnh mở miệng cười nói, muốn là tù ngưu ngươi nghĩ như vậy, như vậy ngươi thì mười phần sai. Vì giết ngươi, ta là dám tại liều mạng. Lần này là khó gặp cơ hội, bỏ qua lần này về sau, liền xem như ngươi chết, như vậy thi thể cũng sẽ không rơi vào đến trong tay của ta. Cho nên vẫn là mời ngươi đi chết đi. Thiên Kình Vương sau khi nói xong, vẫn chưa ầm vang bạo phát, sau đó xông đi lên cùng tù ngư huyết chiến một trận, mà chính là ánh mắt nhìn về phía đậu trường sinh phương hướng, trực tiếp mở miệng nói, còn mời thánh đế mở ra một chút truyền tống môn. Tọa độ cố định tại chúng ta đằng sau ngoài vạn dặm đến lúc đó tự có viện quân. Một bên phù tổ vung vẩy phù kiếm động tác, không khỏi có chút dừng lại về sau, cánh tay mới tiếp tục hướng phía trước, phù kiếm thuận thế chém xuống. thật sự là âm hiểm a. giờ khắc này phù tổ mới phát hiện thời khắc cuối cùng, thiên kình vương một mực chạy trốn vương hướng, nhìn qua là dẫn tù ngư bọn họ bước vào đến bẫy rập bên trong, có thể kỳ thực cũng là đang tìm kiếm tiếp ứng nhân thủ. muốn là bọn họ thấy chết không cứu, sau cùng không nhúc nhích lời nói, thiên kình vương cũng là có thể thu hoạch được viện quân so sánh với sự hiện hữu của bọn hắn đằng sau cái này một vị mới là thiên kình vương chân chính ỷ vào học được thật học được phù tổ lần này mở rộng tầm mắt điểm này cứ việc rất đơn giản không có có gì khó địa phương có thể khó khăn nhất cũng là cái này một loại tư duy đây không phải bình thường người có được kinh nghiệm cái này một loại đồ vật cũng là cần phong phú tích lũy phù tổ hiểu được đi qua chuyện này chính mình lại tiến bộ đối với thiên kình vương hô hoáng đầu trường sinh thuận thế hưởng ứng Lương theo lấy đậu trường sinh ý niệm bốc lên một cánh cửa đã nổi lên cao lớn môn hộ sừng sững ở giữa thiên địa trong môn hộ bộ gần sóng bắt đầu không ngừng khuếch tán phản phất có được thứ gì đang nổi lên đồng dạng long môn mới vừa vặn xuất hiện một đạo ánh sáng chói lóa liền đã ầm vang xông về long môn muốn đem long môn cho đánh bay cái này mặc dù không cách nào phá hủy rơi long môn nhưng nhất định có thể làm cho long môn không may xuất hiện tạo thành truyền tống người bị vải ra không biết truyền tống đến địa phương nào bất tử cũng là bởi vì đây là một tôn bất hủ muốn là cái khác thần ma, là có rất lớn tỷ lệ tử vong. Quang mang còn chưa từng đi vào long môn bên cạnh, bàn tay trắng ngoãn liền đã một thanh bắt lấy, đầu trường sinh bàn tay rơi xuống, ngón tay hơi hơi dùng lực, trực tiếp đem quang mang xé rách vỡ nát, biến thành đầy trời quang mang. Một cái tay tự long môn bên trong duỗi ra, trong nháy mắt một đạo người khoác màu vàng kim trường bào bóng người, đã tự long môn bên trong đi ra. Đây là dùng kim sắc vũ long bệnh thành mà thành vũ y, phía trên dùng màu vàng kim sợi tơ theo đầu sinh vương miệng, dương cánh bay cao, sinh ra ba chân thần điểu viễn cổ thái dương thần người khoác áo lông vàng ống đeo cao quang thần sắc nghiêm túc tràn ngập vô tận uy nghiêm đi ra long môn về sau viễn cổ thái dương thần chắp hai tay sau lưng một đôi con mắt màu vàng ống sắc bén bước người dường như từng chui lợi kiếm trực tiếp nhìn về phía tù ngưu bình tĩnh mở miệng nói giết hắn ta đáp ứng giúp ngươi một lần liền xem như hoàn thành còn không đợi thiên kình vương mở miệng một bên phù tổ nói vậy mà mời tới viễn cổ thái dương thần ngươi muốn là cầm này tiêu hao nhân tình chẳng phải là thua lỗ đây không phải phù tổ cố ý biểu dương ra thiên kình vương nỗ lực nhờ vào đó để đậu trường sinh biết thiên kình vương vất vả phù tổ là chân chính hiếu kỳ lần này tổ cục là đậu trường sinh tổ cùng loại tồn tại đều cần phải để đậu trường sinh trả giá đắt thiên kình vương ngược lại là cho phù tổ một loại đảo khách thành chủ giống như là thiên kình vương tổ cục một dạng thiên kình vương nhìn thoáng qua phù tổ ngược lại là không có dấu diếm trực tiếp trả lời nói nhân tình cái này một loại đồ vật nói là giá trị liên thành cũng có thể tay không đáng một đồng cái này muốn nhìn là người nào tình đây là viễn cổ thái dương thần tự nhiên là giá trị liên thành bình thường mà nói cái này một loại trân quý cơ hội đương nhiên là phải dùng tại quan trọng địa phương như là thép tốt phải dùng đến trên lưỡi đao nhưng đây chẳng qua là trên lý luận mà thôi ngươi không cách nào biết được chưa đến tục cùng sẽ phát sinh cái gì như viễn cổ thái dương thần có việc bị trì hoãn không cách nào đến đây ứng ước hoặc là viễn cổ thái dương thần ra chuyện đây trong mắt của ta kéo dài quá lâu thật sự là quá hư còn không bằng trực tiếp dùng trước cho mình mưu đoạt chỗ tốt lại nói đến mức chuyện tương lai, tương lai lại nói. Thiên Kình Vương cũng chú ý tới phù tổ bờ môi nhúc nhích, phản phất muốn tố nói cái gì, nhưng sau cùng trực tiếp nuốt vào trong bụng, căn bản không có nói ra, Thiên Kình Vương cũng có thể tưởng tượng ra được, trực tiếp mở miệng nói, nghĩ thoáng một chút, đừng có kỳ vọng quá lớn, như vậy chỉ cần ta có thể tiến bộ, đây chính là thắng. Thiên Kình Vương mấy lời nói, muốn là đổi thành trước kia phù tổ, đó là nửa chữ cũng sẽ không nói, bởi vì này lại xúc tiến phù tổ tiến bộ. Bất quá hiện nay không sao, phù tổ tiến bộ quá nhanh, cái này một số phù tổ sớm muộn đều có thể nghĩ đạt được còn không bằng chính mình đi nói nhờ vào đó rút ngắn cùng phù tổ quan hệ đến mức phù tổ không phải cùng mình một loại người căn bản không nghe được cái này một số thiên kình vương căn bản không có nửa phần lo lắng bởi vì làm phù tổ lần này không muốn chỗ tốt gì thì đến đây tương trợ đậu trường sinh một chút sức lực lúc thiên kình vương liền biết phù tổ cùng mình một loại người thật đã nghĩ thoáng thiên kình vương cùng phù tổ một hỏi một đáp giống như dạy học hiện trường một dạng tràn ngập nhẹ nhõm hồn nhiên không đem chiến đấu coi là chuyện to tác có thể tù ngư thần sắc tỉnh táo lại là đã triệt để biến mất không thấy muốn là thiên kình vương cùng phù tổ như vậy tù ngư cũng là không sợ chính mình đánh không thắng nhưng còn có thể bảo mệnh có thể lại có viễn cổ thái dương thần như vậy chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ viễn cổ thái dương thần thực lực mạnh phi thường đây chính là một vị tổ cảnh đỉnh phong bây giờ viễn cổ thái dương thần cũng không phải vạn thần điện đại chiến thời kỳ trạng thái khôi phục thực lực đến tam tai phong hào thiên tôn không nói viễn cổ thái dương thần trong tay cũng có bất hủ thần binh cũng sớm đã xưa đâu bằng nay đã khôi phục trước kia mấy phần phong độ tuyệt thế. Đánh không thắng. Trong thấy viễn cổ Thái Dương thần xuất hiện một khắc này, Tù Ngư thì trong lòng hiểu rõ. Lần này sự kiện phát sinh quá vội vàng, Tù Ngư cho dù là mời Phượng Tổ đến, nhưng hôm nay vẫn là chuẩn bị không đủ. Nói cho cùng vẫn là cái này long môn quá mạnh, có thể cấp tốc đem địa phương khác cường giả mang đến, nếu không phải là người tộc trong lòng có kiên kỵ, bây giờ nhân tộc bất hủ cùng nhau tiến lên, chính mình cũng sớm đã chết rồi. Lần này sự kiện về sau, tin tưởng bắt đầu nhằm vào long môn bảo vật luyện chế tuyệt đối là có lòng người đem hết toàn lực thúc đẩy sự tình như phượng tổ bị thanh đồng thần đăng khắc chế tổ long bị trấn hải châu khắc chế thiên hạ không có có vô địch người tù ngư quay đầu nhìn về phía đậu trường sinh trong nháy mắt hướng về đậu trường sinh phóng đi cho dù là chết cũng muốn chết có ý nghĩa đem cái này một cái kẻ cầm đầu xử lý liền xem như làm không rơi cũng muốn làm cho đối phương thịt đau hung hăng chịu thiệt thòi lớn Chương 1243, thăm dò tương lai cường đại. Tù Ngưu đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt hướng về đậu Trường Sinh phóng đi, động tác vô cùng mãnh liệt. Toàn thân trên dưới khí tức bắt đầu không ngừng cất cao, có thể rõ ràng trông thấy, Tù Ngưu thể phách đã bắt đầu phồng lên lên, giống như sung khí khí cầu một dạng. Tù Ngưu muốn tự bạo. Đây là trông thấy Tù Ngưu động tác lúc, trong nội tâm nổi lên ý nghĩ đầu tiên. Nguyên bản chính chậm rãi hướng về phía trước, khoang thai tự đắc, khí độ rộng rãi viễn cổ thái dương thần, dưới chân tốc độ trực tiếp một trận, đã ngừng bước không tiến thêm. Tự bạo. Cái này chính là một người tu hành công kích mạnh nhất thủ đoạn. Điều này có thể không ngừng nghiền ép tiềm lực, phát huy ra 200% uy lực tới. Đây chỉ là cất bước, mà không phải hạng mức cao nhất. Nhưng cuối cùng tự bạo uy lực mạnh mẽ, có thể hậu di chứng vô cùng mạnh, đây là lấy tử vong đổi lấy tới cường đại một kích. Bất luận cái gì một người tu hành, cũng chỉ có sức một mình. Có thể từ khi phù tổ hoành không xuất thế về sau, bất tử ba phù đại hành kỳ đạo, cũng để cho tự bạo có lần thứ hai nhưng bây giờ tù ngư muốn là chủ động tự bạo kim tiên bất tử phù trì hoãn hiệu quả như vậy chờ đợi tù ngư hậu quả không phải chân chính tử vong cũng là tại nguyên chỗ phục sinh sau đó lại bị giết một lần từng đôi mắt bắt đầu lóe lên bọn họ bình tĩnh nhìn chăm chú lên tù ngư chờ đợi lấy tù ngư tự bạo sau kết quả bất luận là quỳnh hoa thiên tôn vẫn là thiên kình vương hoặc là viễn cổ thái dương thần trong lòng bọn họ đều muốn biết một việc cái kia chính là phù tổ đối kim tiên bất tử phù cường độ trưởng khống muốn nói kim tiên bất tử phù Viễn cổ Thái Dương thần không có, cũng không luận là Quỳnh Hoa Thiên Tôn cùng Thiên Kình Vương, trong tay đều có. Thứ này đối với những khác người mà nói thu hoạch được độ khó khăn quá lớn, có thể Quỳnh Hoa Thiên Tôn sau lưng có Thiên Đình, đã sớm góp nhặt một số, mà Thiên Kình Vương chỗ đó càng thêm đơn giản, phù tổ ban đầu là cầm Thiên Kình Vương làm thế thân, đỉnh thay mình gánh chịu nhân quả. Muốn là phù tổ có thể khống chế Kim Tiên Bất Tử Phù, trực tiếp để tù ngư chết một cách triệt để, Kim Tiên Bất Tử Phù không cách nào phát huy hiệu quả, như vậy cái này một vị phù tổ thì nguy hiểm ai cũng không hy vọng trong tay bảo bối bị khắc chế. Muốn là tù ngưu tại chỗ phục sinh, mà không phải tại địa phương khác, đây cũng không phải là một tin tức tốt, có thể kết quả tạm được, bọn họ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Tù ngưu động tác, bị đậu trường sinh nhìn chăm chú tại trong mắt. Đậu trường sinh không chút nghĩ ngợi trực tiếp thoát ra rời đi, toàn thân trên dưới hiện ra từng tia từng sợi vân khí, người còn như sương mù đồng dạng, trong nháy mắt đã tiêu tán, lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã đi tới ngoài trăm dặm. Nguyên tố chi thể yếu diễn sinh ra thuấn di, cho dù là đậu trường sinh tinh lực không đủ, không có chuyên môn đi tăng lên, nhưng nương theo lấy thực lực từng bước một tăng cường, thuấn gian di động năng lực cũng tăng cường. Trăm dặm chi trong sát na thì đã tới, nhưng một mặt cẩn trọng bia đá, nhưng cũng là thành công buông xuống. Thuấn gian di động hiệu quả, hiện nay đã theo không kịp thời đại, bá hạ bia vắt ngang phía trước, trực tiếp đã cắt trở đậu trường sinh tiếp tục rời đi phương hướng, nhưng dự đoán bên trong khí thế hung hung tù ngưu, lại là không có buông xuống, dường như bị thuấn gian di động cho hất ra. Cái này một loại tình huống cực kỳ không bình thường, bởi vì đậu trường sinh đều không có đối thuấn gian di động sinh ra lòng tin có thể hết lần này tới lần khác có hiệu quả đậu trường sinh trong lòng mới sinh ra cái này một cái ý nghĩ đến trong nháy mắt thì biết không tốt bị lừa rồi cái này tù ngư như là thiên kình vương đồng dạng cho mình chơi sáo lộ tù ngư nhìn qua muốn tự bạo thực lại chỉ là phô trương thanh thế nhờ vào đó cho mình sáng tạo chạy trốn cơ hội muốn là bình thường mà nói tù ngư là căn bản không có cơ hội chạy mất bởi vì nhiều như vậy bất hủ vây quét phía dưới tù ngư nhất điểm sinh lộ đều không có nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ viễn cổ long môn bại lộ đã bị vạn tộc phát giác nhân gian giới bên trong không ngừng có người chạy đến tốc độ của bọn hắn không chậm chỉ cần tù ngư tranh thủ một đoạn thời gian liền có thể thu hoạch được viện trợ đến lúc đó muốn lại giết tù trâu đây chính là một chuyện vô cùng khó khăn không thể không nói cái này một ít lão gia hỏa này muốn giết chết vẫn là tương đối khó khăn tù ngư diễn thật sự là quá giống lập tức liền đem đậu trường sinh cho lấn lừa gạt được đậu trường sinh nhẹ nhõm tự tại vẫn chưa có bất kỳ lo lắng, hư huyễn cột cửa bắt đầu ngưng thực, Long Môn đã đứng ở đậu trường sinh phía trước vị trí, đậu trường sinh một bước bước vào về sau, lại một lần nữa xuất hiện về sau, thì đã đi tới tù ngưu phía sau vị trí. Cứ việc tù ngưu biểu diễn không tệ, đáng tiếc tại Long Môn trước mặt, tất cả đều là vô ích. Đậu trường sinh chấp hai tay sau lưng, bình tĩnh mở miệng nói, vùng vẫy giải chết. Một đôi mắt đã đột nhiên sáng lên, hình thiên chi nhãn tỏa ra lấy ánh sáng, mắt phải hình thiên chi nhãn lực lượng, bắt đầu không ngừng rót vào đến trong mắt trái, bắt đầu tiến một bước tăng cường lấy mắt trái lực lượng. Hình thiên chi nhãn mắt trái lực lượng không ngừng tất cao, phía trước hết thảy, rõ ràng hiện ra tại đậu trường sinh trong tầm mắt. Chậm rãi thời gian chi lực, bắt đầu không ngừng lan tràn ra, còn giống như là thủy triều, toàn bộ đều tràn vào đến hình thiên chi nhãn trong mắt trái. Đậu trường sinh đã có thể rõ ràng trông thấy, thời gian như thủy, sóng nước lấp loáng, tương lai cảnh tượng bắt đầu hiện ra tại trong tầm mắt. Nguyên bản hình thiên chi nhãn mắt trái lực lượng, chỉ có thể khắc chế cự nhân tộc, thần tộc, linh tộc mấy cái này đặc thù chủng tộc, mà tù ngưu rất rõ ràng không tại kể trên ba đại chủng tộc bên trong, hình thiên chi nhãn mắt trái lực lượng đối tù ngưu hiệu quả không lớn. Thế nhưng đã là lão hoàng lịch, là đậu trường sinh mới sơ bộ nắm giữ hình thiên chi nhãn thời điểm, bây giờ mượn nhờ trời sinh chiến thần vừa diễn sinh mà đến phách binh chi chủ, đã hoàn toàn nắm giữ hình thiên chi nhãn mắt trái, bây giờ hình thiên chi nhãn mắt phải cũng nắm giữ. Bất quá đậu trường sinh cái này một loại nắm giữ hình thiên chi nhãn, muốn là thang điểm 100, như vậy tối đa cũng cũng là hơn 90 phân. Khoảng cách 100 điểm còn kém 7-8 phần, mà cái này một cái điểm số, đây là đậu trường sinh vĩnh viễn không cách nào vượt qua rảnh trời. Trăm phần trăm phù hợp đây là hình thiên chi nhãn chủ nhân đặc quyền, đậu trường sinh rất rõ ràng không phải chú tạo người, càng thêm không phải đời thứ nhất chủ nhân, có thể có hơn 90 điểm cao, đến gần vô hạn tại mắt điểm, đây chính là bách binh chi chủ cường đại. Muốn là đổi thành những người khác, tối đa cũng cũng là 7 tám chục phân, cái này đều tính toán là không tệ rất nhiều đều là hơn 60 phân miễn cưỡng hợp cách có thể sử dụng mà thôi. Đơn độc hình thiên chi nhãn cũng là điểm cấp bất hủ thần binh, bây giờ có mắt phải gia trì, lại có đậu trường sinh vận dụng thời gian chi lực. Hình thiên chi nhãn mắt trái đã là chưa từng có cường đại, trực tiếp vượt qua chủng tộc hạn chế, không lại cực hạn tại bất luận cái gì nhất tộc, có thể khám phá mục tiêu tương lai. Bất quá cho dù là có tầng tầng tăng cường, nhưng đậu trường sinh y nguyên phát hiện, cái này hình thiên chi nhãn thăm dò tương lai hiệu quả, kém xa đối cự nhân tộc khắc chế, lúc trước bách lực là bất hủ thần ma, mà mình bây giờ còn không là bất hủ, cái này bên trong ở giữa trên lệch không nhỏ, nhưng y nguyên thấy rõ ràng bách lực công kích quỷ tích. Mà bây giờ tù ngưu tương lai, lại là tương đối mơ hồ một số. Đây cũng là tù ngưu thực lực cường đại, có thể chính mình cũng xưa đâu bằng nay, bất quá tương lai hình ảnh cứ việc mơ hồ một số, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn đến đại khái tình huống, đây đối với đậu trường sinh mà nói đã đủ rồi. Không cần thấy rõ ràng tù ngưu mỗi một mảnh lân phiến, hoặc là râu rồng tung bay dấu vết, chỉ cần có tù ngưu đại khái động tác đậu trường sinh liền có thể ung dung nhằm vào lên hình thiên chi nhãn bạo phát sau một khắc băng phách đao đã chém ra hai đầu cánh tay tráng kiện không biết khi nào đã tự đậu trường sinh sau lưng vị trí sinh trưởng mà ra hai tay dùng lực nắm chặt băng phách đao hung mảnh hướng về phía trước chém ra mà đậu trường sinh vốn có cánh tay rộng lớn ống tay áo nâng lên ở giữa tự áo trong cửa tay áo bay ra một đạo đạo quang mang cực kỳ hào quang sáng chói giống như một vòng chảy mặt trời đồng dạng từng viên trấn hải châu nở rộ vô tận hào quang như mặt trời rơi xuống, ầm vang ở giữa hướng về tù ngưu anh kích rơi xuống. Từng đạo từng đạo hư huyễn quang môn xuất hiện tại tù ngưu tứ phương, quang mang dần dần bắt đầu ngưng thực, từng cây cuốn quanh lấy chân long cột cửa, dường như giống như là lồng giam đồng dạng, bắt đầu gắt gao phong tỏa tù ngưu bốn phương tám hướng. Long môn bây giờ đã là Bất Hủ thần binh, tên đầy đủ gọi là Bất Hủ Long môn càng thêm thỏa đáng một số. Tấn thăng trở thành Bất Hủ về sau, Long môn lực lượng cũng chưa từng có cường đại lên, Bất Hủ Long môn am hiểu nhất chính là truyền tống chi lực nhưng cái này một loại không gian thần binh tự nhiên cũng có phong tỏa không gian lực lượng như cửu đỉnh một dạng cửu đỉnh trấn áp không gian nhưng cũng là có thể truyền tống chỉ là thuật hữu chuyên công truyền tống một phương diện yếu một ít dựa theo lấy lẽ thường bất hủ long môn cũng phải như vậy nhưng không ngăn nổi bất hủ long môn đã cướp viễn cổ long môn lực lượng viễn cổ long môn cũng không có bất hủ long môn dạng này lệch môn học chỉ là có lấy truyền tống chi lực viễn cổ long môn làm hỗn độn thần binh hắn trấn áp truyền tống đây đều là chủ yếu đặc tính nhưng cái này kể trên hai loại y nguyên không bằng viễn cổ long môn thuần hóa huyết mạch tới cường đại đây mới là viễn cổ long môn chánh thức lực lượng bất hủ long môn cướp viễn cổ long môn lực lượng bây giờ chỉ là một bộ phận tự nhiên không cách nào thu hoạch được viễn cổ long môn chánh thức lực lượng thế nhưng bắt đầu hướng về viễn cổ long môn thuế biến cướp viễn cổ long môn tản mát ở giữa thiên địa lực lượng có trấn áp cùng truyền tống hai đại lực lượng long môn tấn thăng thành công lập tức thì thoát thai hoán cốt súng hơi đổi pháo món này chỉ bảo không có chính diện chiến lực có thể phụ trợ hiệu quả phi thường cường đại. Tù Ngưu lập tức cảm nhận được không gian tối nghĩa, giống như đưa thân vào đầm lầy bên trong, tiến lên tràn ngập cực lớn lực cản, cứ việc cái này không cách nào hoàn toàn phong ấn chặt chính mình, có thể tốc độ của mình chậm lại, mà cái này cũng đại biểu cho chính mình giải dụa hết thảy cũng vô dụng công. Tù Ngưu một đôi mắt, lộ ra vẻ điên cuồng. Mắt rồng bên trong tràn ngập bạo ngược, hung lệ, không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói. Thanh âm trầm thấp vang lên nói, ngươi mắc lừa. Tù Ngưu căn bản chưa từng cùng đậu trường sinh chiến đấu, ban đầu vốn đã dần dần bắt đầu khôi phục thể phách, lại một lần nữa bắt đầu bành trướng, mà lần này tốc độ thật nhanh, lời nói còn chưa từng rơi xuống, tù ngư cường đại thể phách, không thể phá vỡ vảy rồng, liền đã vỡ vụn ra, giống như là tường gia đồng dạng, không ngừng bắt đầu róc ra. Tù ngư lần này không phải giả thoáng một thương, mà là chân chính dự định tự bạo. Cái này một loạt cử động, bất quá là cố ý lừa gạt đậu trường sinh mà thôi, muốn là ngay từ đầu thì tự bạo, động như vậy làm thật sự là quá rõ ràng, đậu trường sinh muốn là trông thấy, sẽ sử dụng long môn tránh né, cho dù là đậu trường sinh không cách nào tránh né có thể chỉ cần long môn mở ra đứng ở tù ngư phía trước như vậy tự bạo đại bộ phận uy lực đều sẽ bị long môn truyền tống đi dạng này còn sót lại xuống tự bạo uy lực căn bản không làm gì được đậu trường sinh cho nên chỉ có được hôm nay dạng này để đậu trường sinh chủ động tiếp cận chính mình sau đó trực tiếp tự bạo không cho đậu trường sinh phản ứng cơ hội cái này một loại tự sát thức công kích liền xem như không cách nào giết chết đậu trường sinh như vậy cũng tuyệt đối có thể trọng thương đậu trường sinh lại không tốt cũng có thể để đậu trường sinh thụ thương hiện nay vạn tộc cục thế hỗn loạn, muốn là đậu trường sinh thụ thương, phá đậu trường sinh vô địch quan hoàng, để người trong thiên hạ đều hiểu được, đậu trường sinh cũng là sẽ thụ thương, sẽ đổ máu, đối đậu trường sinh kiên kỵ đem về giảm bớt, dù sao đậu trường sinh cũng chỉ là người bình thường. Bọn họ sẽ không lại tiếp tục thần thoại đậu trường sinh, điều này có thể dùng thủ đoạn nhiều lắm. Bây giờ không phải bọn họ không cách nào nhằm vào đậu trường sinh, mà là bởi vì khiếp đảm, căn bản nguyên nhân cũng là đậu trường sinh dùng lần lượt thắng lợi cây đứng lên vô địch danh tiếng. Nhưng làm sao không có lấy, muốn là thật sự có thể tranh thủ đến cơ hội, như vậy thì sống sót. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, có thể sống, ai cũng không nguyện ý chết. Một loại cử động, có khác biệt mục đích, trước trước sau sau đều đã suy nghĩ kỹ càng. Nhưng Đậu Trường Sinh không có thời gian đi suy tư, mới vừa vặn đi vào nói ra một câu, trước mắt Tù Ngưu thì phát nổ. Lần này Tù Ngưu trong nháy mắt nổ tung lên, giống như hỗn độn nổ tung, khai thiên tích địa. Lực lượng kinh khủng bao phủ cửu thiên thập địa, điên cuồng đánh thẳng vào đây hết thảy. Mà Đậu Trường Sinh khoảng cách tù ngưu gần nhất, cho nên Đậu Trường Sinh đứng mũi chịu sào, đối mặt với cái này một cổ lực lượng kinh khủng, Đậu Trường Sinh không chút nghĩ ngợi vọt thẳng vào Long Môn bên trong. Đậu Trường Sinh động tác thật nhanh, có Vô Tướng Chi Phong cùng thời gian chi lực tương trợ, nhanh thật không thể tin, thậm chí là sớm đã nhìn thấy Tù Ngưu tự bạo, đều đã sớm bắt đầu rút lui, nhưng khi Đậu Trường Sinh đi vào Bất Hủ Long Môn bên trong lúc, Tù Ngưu tự bạo lực lượng kinh khủng đã theo sát phía sau đến. Cứ việc Đậu Trường Sinh động tác không bằng tự bạo nhanh, nhìn qua chậm một nhịp, nhưng đậu trường sinh oanh ra trấn hải châu ở giữa không trung, lại là hoạch xuất ra một cái ưu mỹ đường vòng cung, trong nháy mắt hướng về long môn vọt tới, nhưng trấn hải châu ngày này qua ngày khác lạc hậu hơn nổ tung, vẫn chưa đi chống cự tù ngưu tự bạo lực lượng, ngược lại bắt đầu tăng lên tù ngưu tự bạo lực lượng. Giờ khắc này đậu trường sinh bị tù ngưu tự bạo lực lượng trùng kích đến, đậu trường sinh căn bản không có chút nào chống cự, trong nháy mắt cũng trực tiếp tự bạo. Tù ngưu tự bạo, đậu trường sinh cũng tự bạo. Trời sinh chiến thần, trạng thái phía dưới, Đậu Trường Sinh cũng tương đương với một tên bất hủ thần ma. Đậu Trường Sinh tự bảo trước, hình thiên chi nhãn lực lượng, bắt đầu không ngừng lóe lên, nhất là mắt phải lực lượng, bỏ đi giả giữ lại thực, phân phân biệt thật giả, có thể đem vật trước mắt, cố định nghĩa là giả. Cái này một cổ lực lượng không có đi ngăn cản tù ngưu tự bạo, ngược lại theo bất hủ long môn mặt khác một chỗ ngồi, nhìn về phía sừng sững phong tỏa bá hạ bia. Giả. Cái này không là bất hủ thần binh. Đây là đậu trường sinh tự bạo trước, toàn lực thôi động hình thiên chi nhãn phát huy ra hiệu quả xóa đi một kiện bất hủ thần binh, hình thiên chi nhãn tự nhiên không có năng lực này, nhưng tuyệt đối có thể áp chế bá hạ bia nháy mắt. Mà đây chính là đậu trường sinh mục đích, không phải liền là tự bạo sao. Tù ngư muốn hố chính mình, chính mình trực tiếp thuận nước đẩy thuyền, ném ra một cái mạng, trực tiếp đem bá hạ cũng một luồng sóng mang đi. Coi như mang không đi bá hạ, cũng có thể để bá hạ trọng thương. Ở đây cục thế phía dưới, cũng đại biểu cho bá hạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là thăm dò tương lai mang tới cường đại lực lượng. Hình thiên chi nhãn, vĩnh viễn dọc thần. Không có, khó chịu bên trong. Chương 1244, Phượng chạy trốn. Một loạt động tác, toàn bộ đều tại trong điện quan hỏa thạch hoàn thành. Cái này lấy đậu trường sinh góc độ đến xem, vô cùng vô cùng phức tạp, không biết làm bao nhiêu sự tình, có thể phía ngoài thị giác đến xem, trong lúc nhất thời lại là không có nhìn thấu, bọn họ chỉ là trông thấy tù ngưu tự bạo, đậu trường sinh hướng về long môn tránh né. Nhưng chợt bất hủ long môn cấu kết bá hạ bia, lực lượng cùng bạo theo bất hủ long môn, liên tục không ngừng dân trào mà ra cho dù là có một bộ phận bị bất hủ long môn cứ thế mà đã nhận lấy có thể phần lớn uy lực toàn bộ đều bị bất hủ long môn dẫn đạo đến đây hai đạo lực lượng cùng bạo điên cuồng tàn phá bừa bãi giống như phun trào hỏa sơn dâng lên mà xuất lực lượng kinh thiên động địa hủy diệt hết thảy có bất hủ long môn dẫn đạo bá hạ bia cứ thế mà đã nhận lấy cái này lực lượng cùng bạo mà giờ khắc này bá hạ bia nhưng cũng không phải trạng thái tốt nhất đang bị hình thiên chi nhãn lực lượng quấy nhiễu trong nháy mắt lực lượng hạ xuống tại cái này suy yếu nhất thời điểm đối mặt tù ngưu cùng đậu trường sinh tự bạo lực lượng trùng kích bá hạ bia trong chốc lát liền đã không ngừng rung động động Biên cùng rung rung ở giữa không ngừng truyền ra dị hưởng thanh âm tương đối ngột ngạt đây là va chạm thanh âm khủng bố lực lượng cuồng bạo phản phất là từng tòa đồi núi không ngừng oanh kích bá hạ bia răng rắc một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên cái này một thanh âm xuất hiện về sau hoàn chỉnh bóng loáng bá hạ bia phía trên lại là nổi lên một đường vết rách cái này một đường vết rách cực kỳ nhỏ hẹp còn không bằng dài bằng ngón cái nhưng cái này một vết nứt xuất hiện đại biểu ý nghĩa cực kỳ bất phàm bá hạ bia tan vỡ cái này một vết nứt xuất hiện về sau điên cuồng dân trào lực lượng càng thêm cuồng bạo trong lúc nhất thời cường đại đâu chỉ ba năm lần bá hạ bia phía trên vết rách tiếp tục mở rộng trong nháy mắt đã có lớn chừng bàn tay bây giờ không ngừng hướng phía ngoài kéo dài cái khác thật nhỏ vết rách dọc theo cái này một vết nứt bắt đầu xuất hiện trong nháy mắt lít nha lít nhít vết rách đã trải rộng tại bá hạ bia phía trên một đạo ánh sáng chói lóa không ngừng bay lên bá hạ bia phía trên vết rách bắt đầu không ngừng khép lại đối mặt với cái này kinh khủng một kích bá hạ đã toàn lực rót vào pháp lực thôi động bá hạ bia ở vào bá hạ bia phía trên lại là nổi lên to lớn vỏ rùa vỏ rùa cổ phát vô hoa phía trên tràn ngập đao phách phủ chặt dấu vết vết thương trải rộng tại vỏ rùa phía trên tượng trưng cho ngày xưa đã nhận lấy vô số công kích cái này một cái tràn diện rằng co xuống tới tù ngư tự bạo đậu trường sinh tự bạo tuy nhiên có bất hủ long môn gánh chịu uy lực nhưng cũng có hình thiên chi nhãn áp chế nhưng ở thời điểm này, bá hạ bia vậy mà cứ thế mà tiếp nhận xuống tới. Bá hạ cường đại phòng ngự lực, bây giờ biểu dương phát huy vô cùng tinh tế, trách không được khai chiến mới bắt đầu, bất luận là Quỳnh Hoa Thiên Tôn vẫn là Thiên Kình Vương, cũng không tính giết chết bá hạ, bởi vì cái này bá hạ thật sự là quá khó giết. Luận nổi công kích lực bá hạ không được, có thể cái này phòng ngự lực, tuyệt đối có thể đứng hàng thiên hạ hàng đầu. Đây là một vị lệch môn học rất nghiêm trọng cường giả. Dù là công kích đối với tổ cảnh cũng không yếu, có thể so sánh với cái này thiên hạ vô song phòng ngự, đây chính là lệch môn học. Muốn là sự tình đến tận đây, như vậy cũng đại biểu cho bá hạ vượt qua một kiếp này, nhưng sự tình cũng chưa kết thúc. Tù ngưu cùng đậu trường sinh tự bạo, bây giờ hơn phân nửa uy lực đã tiêu tán không còn, có thể từng viên trấn hải châu, lại là theo bất hủ long môn ầm vang đánh thẳng tới. Bất hủ long môn tấn thăng trước, trấn hải châu không cách nào cùng một chỗ xông qua, nhất định phải từng viên xông ra. Cái khác bất hủ thần binh cũng vô pháp khôi phục, nhất định phải yên tĩnh lại, đủ loại hạn chế, bình thường không tính là gì đại sự, nhưng khi thời điểm chiến đấu, cái này toàn bộ đều là thiếu hụt, chẳng qua hiện nay đây hết thảy đều không tồn tại nữa. Trấn Hải Châu gào thét ở giữa cùng một chỗ vọt tới, dựa theo lấy một loại nào đó đại trận quỷ tích vận chuyển, giữa lẫn nhau không ngừng cộng hưởng, cùng một chỗ cộng minh. Trấn Hải Châu uy lực chính đang không ngừng kéo lên, sáng chói như là mặt trời, sau cùng hung mảnh đụng vào bá hạ bia phía trên. Quanh, quanh, quanh. Từng tiếng vang lên ầm ầm nguyên bản nổi lên, đứng ở bá hạ bia phía trước võ rùa, giờ khắc này thừa nhận trấn hải châu anh kích. Thanh âm điếc tai nhức ốc, vang vọng cửu thiên thập địa, không biết khuếch tán bao nhiêu vạn dặm. Cũng hấp dẫn lấy vô số ánh mắt, ngay tại chạy tới từng tôn cường giả, bây giờ cứ việc chưa từng đuổi tới, có thể ánh mắt vẫn luôn chú ý chiến trường, bọn họ có thể rõ ràng trông thấy, tù ngưu tự bạo về sau, đậu trường sinh cũng hư hư thực thực tự bạo, điểm này bọn họ không cách nào xác định. Có thể tình huống ở phía sau, toàn bộ đều đã nhìn chăm chú tại trong mắt bức tử tù ngưu sau còn chưa đủ, còn muốn đem bá hạ cũng giết chết. Đậu trường sinh. Thật hung ác a à. Tình cảnh này không biết để bao nhiêu người kinh hồn bạc vía. Long tộc chú giết đậu trường sinh một lần, mà đậu trường sinh trả thù vừa nhanh vừa độc. Thật sự là ứng câu nói kia, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù, từ sáng sớm đến tối. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thanh âm liên tục không ngừng vang lên, bảo vệ tại bá hạ bi trước vỏ rùa, lại là trực tiếp bị Trấn Hải Châu đánh nát một cái hố cực lớn động xuất hiện trấn hải châu vô tình tiếp tục hướng phía trước oanh kích oanh 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 còn lại từng viên trấn hải châu liên tiếp đánh vào bá hạ bia phía trên ngay tại khép lại vết rách trong nháy mắt lại một lần nữa vỡ ra đến trong nháy mắt đã mở rộng ra không ngừng kéo dài mở rộng vết rách một mực kéo dài đến bá hạ bia biên giới về sau lúc này mới im bặt mà dừng bá hạ cứ việc cực kỳ chật vật nhưng y nguyên vẫn là chịu đựng tình cảnh này xuất hiện về sau bá hạ triệt để thở dài một hơi miệng bên trong thở ra bạch khí, như cùng phong bay như biển, trong nháy mắt che đậy trên trời dưới đất. Nước ra miệng, giống như thâm nguyên đồng dạng, bá hạ cũng rõ hiện ra chân thân, vì ngăn cản được cái này một đợt hung mảnh công kích, bá hạ đã đem hết toàn lực không nói, đã vận dụng một loại nào đó liều mạng chi thuật, lúc này mới lâm thời tăng cường thực lực, kháng trụ hung mảnh công kích. Nhưng bá hạ mới buông lỏng một hơi lúc, trên trời dưới đất một đạo sáng chói đao mang sáng lên. Băng phách đao trong suốt sáng long lanh, còn giống như là ngọc thạch, nối liền trời đất, tràn ngập ra từng đạo từng đạo đao mang, trong lúc nhất thời trên trời dưới đất quang mang, toàn bộ đều đã bị băng phách đao thôn vệ, chỉ có cái này sáng chói đao quang, phô thiên cái địa hàng khí. Hàng khí xuất hiện về sau, liền đã ảnh hưởng thiên địa, lông ngỗng lớn tuyết hoa, không ngừng từ trên trời bay xuống. Hàng khí đóng băng không gian, đóng băng thời gian, phản phất muốn đem thế giới đóng băng, triệt để hóa thành tĩnh bịch thế giới. Gào thét hàng phong quét, lạnh ý đập vào mặt, không ngừng bao phủ bá hạ, cái này khiến bá hạ không tự chủ được trùng mình một cái nhưng cũng chính là lúc này, băng phách đao đã chém xuống, chính diện chém trúng bá hạ bia. Ban đầu vốn đã ổn định cục thế, lại một lần nữa bắt đầu chuyển biến xấu lên, miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ bá hạ, cũng không chịu được nữa, to lớn miệng bên trong, bắt đầu phun ra ra một nguồn máu tươi, máu tươi ngang vẫy trời cao. Mà bá hạ bia vết trách, tiếp tục bắt đầu hướng phía ngoài kéo dài, lập tức đi tới cuối cùng. Bá hạ bia phá toái. Món này phi thường cường đại phòng ngự bất hủ thần binh, tuần tự tao ngộ nhiều như vậy cường lực công kích, mỗi một lần đều kiên trì nổi, nhưng giờ phút này cuối cùng đã tới cực hạn. Bá hạ bia vỡ vụn về sau, biến thành vô số toái phiến, như là thiên nữ tán hoa đồng dạng, đã tản mát ở giữa thiên địa. Đậu trường sinh tay cầm băng phách đao, một đôi mắt sáng vô cùng, sáng chói như là tinh thần. Một đao kia, không chỉ là băng phách đao chi lực, cũng có được hình thiên chi nhãn gia trì. Cái này đã vận dụng ba kiện bất hủ thần binh, trong đó hai kiện vì đỉnh cấp bất hủ thần binh. Lúc này mới một lần hành động kiến công, triệt để phá hủy rơi mất bá hạ bia cái này một loại cường đại phòng ngự tính bất hủ thần binh đậu trường sinh rốt cuộc gặp được lợi hại bá hạ không chơi như vậy loè loẹt đồ vật cũng là điểm phòng ngự bây giờ là thật cứng trắng a à. muốn không phải tù ngư tự bạo chính mình cũng thuận thế tự bạo không phải vậy bằng vào sức một mình muốn phá hủy rơi bá hạ bia cái này là chuyện không thể nào đã mất đi bá hạ bia món này mạnh nhất phòng ngự thần binh bá hạ cái kia không thể phá vỡ vỏ rùa bây giờ cũng xuất hiện tổn hại đây là bá hạ suy yếu nhất thời điểm đậu trường sinh đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Lần này triệt để đem long tộc hai cái tổ cảnh đưa đi, phải biết thuần túy bàn về chiến lực, chính mình tối đa cũng cũng là cùng tù ngưu 8 lạng nửa cân, thậm chí là đều đánh không lại tù ngưu. Không nên nhìn hiện tại tù ngưu tương đối nước, đó là bởi vì tù ngưu tự biết căn bản ngăn không được thiên kình vương cùng phù tổ còn có viễn cổ thái dương thần liên thủ. Ba vị này đều là tổ cảnh, viễn cổ thái dương thần càng là tổ cảnh đỉnh phong. Cho nên tù ngưu chết dứt khoát, đây không phải tù ngưu không cường. Bá hạ thực lực không kém tù ngưu, nhất là am hiểu phòng ngự sinh tồn năng lực phi thường cường đại ban đầu vốn đã quan mang ảm đạm xuống trấn hải châu nương theo lấy đậu trường sinh bước về phía trước một bước trấn hải châu dần dần sáng lên lúc sáng lúc tối giống như hô hấp một dạng bắt đầu không ngừng cộng minh một viên cuối cùng viên hung mảnh hướng về bá hạ vội xong mà đi diêm la vương đao đậu trường sinh hướng về phía trước vung đao đầy trời bay xuống lông ngỗng tuyết hoa trong nháy mắt không ngừng tổ hợp lại biến thành một đầu sinh động như thật băng long băng long từng mảnh từng mảnh vẫy rồng cực kỳ rõ ràng giống như vật sống đồng dạng, phát ra một tiếng to rõ long ngâm, sau đó cuốn lên gió tuyết, hung hãn trùng kích bá hạ. Tình cảnh này, vô cùng đánh mặt. Bởi vì bá hạ chính là tổ long cửu tử, chân chính long tộc ngọn nguồn một trong. Trước mắt đây bất quá là huyễn hóa ra tới hàng giả, cũng dám tại bá hạ trước mặt dương nanh múa vuốt, thương hại kia không lớn, làm nhục cực mạnh. Lập tức chọc giận bá hạ, cái này khiến bá hạ ánh mắt không khỏi bị băng long hấp dẫn, trong lòng cũng hiểu được, đầu trường sinh cố ý khích giận chính mình, kích thích chính mình chính là muốn để sự chú ý của mình, toàn bộ đều tập trung ở trên người hắn, từ đó không đi nghĩ chạy trốn. Bá hạ mới sinh ra ý tưởng này, lại là lập tức cảm nhận được đau xót. Một thanh phù kiếm, lại là đã cắm vào trong ánh mắt của chính mình. Phù tổ vô thanh vô tức đứng ở một bên, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên chính mình, bình tĩnh mở miệng nói, long tộc muốn diệt tộc. Đậu trường sinh gặp một màn này về sau, quả quyết chợt quát một tiếng, các ngươi đi vây giết phượng tổ. Buông ra bá hạ để cho ta tới. Nên hy sinh một cái mạng, chính là vì hoàn thành sau cùng bổ đao. Cái này nếu như bị đoạt đầu người, như vậy chẳng phải là thua thiệt chết. Thập bát trọng địa ngục bây giờ chỉ có Nam Hải Thiên Tôn, thật sự là quá tịch mịch, đến có bá hạ đi cùng một chỗ làm bạn. Quỳnh Hoa Thiên Tôn thở dài nói, Phượng Tổ sớm liền chạy. Chạy trốn bản sự, cũng là thiên hạ nhất tuyệt. Chương 1245, tù Ngư hướng tử mà sinh tính kế. Phượng Tổ chạy. Nghe thấy một câu nói kia về sau, đậu trường sinh nhìn chung quanh tứ phương, lúc này mới phát hiện Quỳnh Hoa Thiên Tôn tay cầm thanh đồng thần đăng, đứng trên hư không, giống như một loại pho tượng không nhúc nhích. Đến mức Phượng Tổ bóng người, cũng sớm đã tìm không được. Cái này cũng chứng minh Phượng Tổ không là vừa vặn chạy, mà chính là đã sớm chạy mất. Cái này một loại tình huống rất không hài hòa, bởi vì cái này cùng đậu trường sinh trong lòng đối Phượng Tổ ấn tượng không phù hợp, cái này Phượng Tổ nói gần nói xa rất là ngông cuồng, cho người ta một loại bá đạo. Tình huống bình thường có phải là vì thể diện, tự chiến không lùi loại hình. Cũng đúng, đậu trường sinh kịp phản ứng cái này phượng tổ nếu thật là loại này người sớm tại viễn cổ thời đại thì tử vong cũng sẽ không trốn vào hỗn độn bên trong muốn là phượng tổ đối thể diện cực kỳ nghiêm trọng thượng cổ thời kỳ khó mà nói nhưng tại thượng cổ mạc niên trời đất sụp đổ về sau thánh mẫu đạo trường đã xuất hiện lỗ thủng lúc này phượng tổ muốn là cảm giác được xấu hổ hoàn toàn có cơ hội có thể tự sát có thể phượng tổ sống đến bây giờ thì đã nói rõ hết thảy cái này một vị cũng không phải kẻ tốt lành gì đậu trường sinh qua trong giây lát thì đè xuống đối phượng tổ ý nghĩ hình thiên chi nhãn không ngừng sáng ngời lực lượng bắt đầu hội tụ vào một chỗ đậu trường sinh bước về phía trước một bước sau đó đi chí bá tiếp theo bên cạnh bắt đầu đối bá hạ phát ra một kích cuối cùng bá hạ giờ phút này bộ dáng cực kỳ thê thảm nguyên bản bởi vì bá hạ bia vỡ vụn đã xa vào đến phản vệ bên trong lúc này đột nhiên tao ngộ phù tổ đánh lén phù tổ ra tay vô cùng hung ác phù kiếm nhìn như phổ thông có thể kỳ thực cái này chính là hai kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh tổ hợp chi vật phù kiếm tự bá hạ ánh mắt đâm vào, hủy diệt lực lượng không ngừng ăn mòn, bá hạ nửa bên mặt đã bắt đầu hư thối lên, huyết nhục không ngừng bắt đầu tróc ra, lộ ra bên trong bạch cốt âm u. Máu tươi còn như là thác nước, theo bạch cốt chiếu nghiêng xuống. Băng phách đao chém xuống lúc, bá hạ đã ngẩng đầu, chỉ có một con mắt điên cuồng nhìn chăm chú lên đậu trường sinh. Đậu trường sinh nhướng mày, nhìn thấy một màn này về sau, lập tức hiểu được một việc, trước mắt cái này một vị bá hạ, cũng là dự định tự bạo. Cái này long tộc ngược lại là rất cương, biết rõ không cách nào sống sót về sau, đều lấy cái này một loại phương thức, cái này không chỉ là có thể giết địch, cũng là có thể hủy diệt tự thân huyết nhục, không để cho mình thi thể lưu lại, trở thành địch nhân luyện khí hoặc là tài liệu luyện đan. Muốn là hẳn phải chết không nghi ngờ, đậu trường sinh cũng là dự định làm như vậy, không cho địch nhân kinh nhờn chính mình thi thể cơ hội. Đậu trường sinh mi đầu chỉ là nhíu một cái, vẫn chưa có động tác kế tiếp, bởi vì sớm chú ý đây hết thảy thiên kình vương, đã không kịp chờ đợi vọt lên, vừa mới tù ngưu trực tiếp tự bạo, một cộng lông đều không có để lại, đây chính là cùng thiên kình vương mong muốn không phù hợp thiên kình vương cần một bộ tổ cảnh cường giả thi thể nhất là long chi cửu tử thi thể chỉ có dạng này thi thể mới có thể để cái kia long quái hoàn thành thuế biến trở thành một đầu chân long mà không phải một cái quái vật cho nên có tù ngưu tiền lệ thiên kình vương trong bóng tối cứ việc không có xuất thủ có thể thật sớm thì làm xong phòng bị làm bá hạ lộ ra phương diện này xu thế về sau thiên kình vương không có chút gì do dự quả quyết lựa chọn xuất thủ bất quá thiên kình vương đến cùng là trong lòng có kiên kỵ không có trực tiếp chém giết bá hạ, mà chính là lấy tam bảo ngọc như ý tràn ngập ra hào quang, trong nháy mắt bắt đầu giam cầm bá hạ. Cái này một loại cử động, đương nhiên sẽ không hoàn toàn thành công. Thiên kình vương chân chính ỷ vào, chính là ống tay áo bên trong vung ra một phương bảo ấn. Bảo ấn lớn chừng bàn tay, giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền đã phóng lên tận trời, lập tại bầu trời phía trên, tràn ngập ra từng tia từng sợi quang mang, mơ hồ trong đó có thể trông thấy từng tòa thần sơn cao thấp chập trùng, quang mang rơi vào bá hạ trên thân về sau, bá hạ rạng nứt ra vẫy rồng, chỉ một thoáng không khỏi nhất định. Thời gian dường như động lại một dạng, bá hạ đã mất đi tất cả phản ứng. Tam bảo ngọc như ý cùng ngũ nhạc ấn cùng một chỗ bạo phát, đã kéo dài bá hạ tự bạo. Đậu trường sinh mắt sáng lên, đó là ngũ nhạc ấn. Đậu trường sinh đối với món bảo bối này ấn tượng vô cùng sâu sắc, bởi vì đây là có thể phong tỏa không gian, chuyên môn khắc chế long môn bảo vật. Lần trước ngũ nhạc ấn biểu hiện không tốt, đây không phải là ngũ nhạc ấn lực lượng không đủ, nghiêm ngặt mà nói mà nói hiện nay bất hủ long môn bàn về đến phẩm cấp còn là không bằng ngũ nhạc ấn đó là bởi vì tiên đạo lơ là sơ xuất không nghĩ tới đậu trường sinh có thể đem long môn tấn thăng trở thành bất hủ cũng có thiên kình vương trong bóng tối ra tay phế bỏ ngũ nhạc ấn món bảo bối này bây giờ có thể nhìn ra thiên kình vương đối với ngũ nhạc ấn sớm đã có lấy mưu đồ chi tâm cho dù là hiện tại ngũ nhạc ấn không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng có thể món bảo bối này mới rơi vào đến thiên kình vương trong tay bao lâu a à, thiên kình vương liền đã có thể sử dụng thiên kình vương xuất thủ cho đậu trường sinh sáng tạo ra cơ hội cũng giam cầm lại bá hạ phản kháng băng phách đao thuận thế rơi xuống một đao thành công tránh đi bá hạ cứng rắn vỏ rùa vị trí sau đó thuận thế trúng đích bá hạ mềm mại nhất khu vực dưới một đao hàng khí hiện lên hàng băng ùn ùn kéo đến nổi lên từng khúc phai mờ lấy bá hạ sinh cơ thiên kình vương gặp một màn này về sau thuận thế lập tức tiến lên sau lưng nâng lên bánh bao trong nháy mắt bánh bao đã phá toái một cánh tay dẫn đầu xuất hiện cánh tay đè lại thiên kình vương phía sau lưng không ngừng bắt đầu chống đỡ từ bản thân giống như là rút củ cải một dạng cái này một đầu giống như rồng mà không phải là rồng long quái đã tự thiên kình vương trong thân thể đi ra ngoài long quái xuất hiện về sau thuận thế hướng về bá hạ đánh tới cũng mặc kệ bạo phát hàng khí mở ra miệng to như chậu máu lộ ra bén nhọn hàm răng ánh mắt cực kỳ tham lam không kịp chờ đợi liền đã một miệng đem bá hạ thi thể nuốt vào trong bụng đậu trường sinh đứng ở một bên lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy đồng thời ngay tại cảm thụ được bá hạ phải chăng đã rơi vào thập bát trọng địa ngục bên trong có lần trước liên tục thất bại, đậu trường sinh đối với cái này đều không có lòng tin quá lớn, nhưng cũng không biết có phải hay không là cái này một loại vô dục vô cầu tâm thái, ngược lại càng thêm phù hợp đại đạo. Thành công. Bá hạ linh hồn cũng là bị thập bát trọng địa ngục cho bao vây lại, sau đó thuận thế kéo nắm đi. Nhưng ở đậu trường sinh cảm giác bên trong, tình cảnh này vô cùng vô cùng miễn cưỡng, thập bát trọng địa ngục lực lượng không cách nào triệt để áp chế xuống bá hạ, điều này cũng làm cho đậu trường sinh hiểu được, muốn là bá hạ thực lực tiến một bước khôi phục, tránh thức khôi phục tổ cảnh thực lực, thập bát trọng địa ngục dạng này quyền hành, không cách nào đối bá hạ có tác dụng. Cho dù là cửu u đại giới trọng lập, thập bát trọng địa ngục thu được bản nguyên gia trì, lực lượng tăng thêm một bước, đây cũng là không được. Tổ cảnh cũng là tổ cảnh, cho dù là tử vong cũng không phải mặt người chém giết dây bò. Cái này sẽ có biến chất. Trừ phi là thập bát trọng địa ngục quyền hành càng tiến một bước. Chiếm cứ cửu u đại giới bản nguyên càng nhiều, mới có thể làm đến bước này. Đậu trường sinh trong lòng cũng có minh ngộ, thập bát trọng địa ngục có thể khống chế bất hủ, cái này cũng là có số lượng, hiện nay tối đa cũng thì ba vị tả hữu, tương lai nương theo lấy cửu u đại giới thành công mở ra, này lại tiến một bước tăng trưởng, có thể nhất định có lấy cực hạn, không lại vô cùng vô tận. Bất luận kết quả như thế nào, chí ít bây giờ lại thành công, vì nhân tộc nội tình tăng thêm trọng yếu một cái trụ cột. Đậu trường sinh suy nghĩ thời điểm, ánh mắt cũng chính đang quan sát thiên kình vương cái này một cổ hóa thân. Bá hạ chết thảm ở băng phách đao phía dưới, hiện nay băng phách đao đóng băng chi lực, đây là cực kỳ khủng bố, đậu trường sinh cũng có thể nhờ vào đó thăm dò cái này thiên kình vương hóa thân hư thực. Cơ hội kiếm không dễ, đậu trường sinh thậm chí là đều tạm thời bỏ qua tù ngưu phải chăng phục sinh sự tình. Cái này một con rồng quái vô cùng điên cuồng, bá hạ bị đóng băng thi thể, trực tiếp một miệng nuốt vào đến trong bụng. Chật thì nổi lên đau đớn, hàng khí đã theo bá hạ thi thể, bắt đầu hướng về long quái lan tràn mà đến, long quái thần sắc hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo, nhìn qua giống như một cái tự địa ngục bên trong bò ra tới ác quỷ dữ tận đáng sợ. Cho dù là cực kỳ thống khổ, có thể long quái y nguyên chết mất mấy miệng, mặc cho nước bọt không ngừng nhỏ xuống. Thiên Kình Vương đã đi đến long quái bên cạnh, một cái tay duỗi ra đè xuống long quái, sau một khắc long quái bắt đầu sụp đổ, huyết nhục tan giải, trong nháy mắt thì tiêu tán không còn, mà bị long quái thôn vệ hết bá hạ thi thể, cũng biến mất theo không thấy. Đậu Trường Sinh nguyên bản muốn tiếp tục thăm dò, nhưng là đã nhìn không ra tung tích. Thiên Kình Vương thần sắc bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào, long quái tiếp nhận thống khổ, căn bản không có ảnh hưởng đến Thiên Kình Vương đậu trường sinh gặp sau đó mới quay về một bên phù tổ hỏi thăm nói tù ngư như thế nào bá hạ linh hồn đã bị thập bát trọng địa ngục trói buộc lại cho nên cho dù là bá hạ có kim tiên bất tử phù như vậy cũng là không hiệu quả chớ đừng nói chi là cái này một cái bá hạ qua nhiều năm như vậy đều tại liệu thương căn bản không có ở trong thiên địa hoạt động không giống như là tù ngư cứ việc ra ngoài không nhiều có thể vẫn luôn phát triển ở trong thiên địa phù tổ thần sắc bình tĩnh nói tù ngư trong tay có kim tiên bất tử phù ta không cách nào ngăn cản tù ngư phục sinh vừa mới ta tràn đầy tự tin bất quá đều là đang lừa gạt tù ngư mà thôi ta đối kim tiên bất tử phù lớn nhất ảnh hưởng cũng là để kim tiên bất tử phù phục sinh trì hoãn một số nhưng cái này không cách nào ngăn cản tù ngư phục sinh phù tổ mở miệng giải thích hai câu có thể đậu trường sinh ánh mắt vô cùng hồ nghi bởi vì đậu trường sinh luôn cảm giác bây giờ phù tổ đang lừa dối chính mình phù tổ không không cách nào áp chế kim tiên bất tử phù mà chính là cho rằng lần này là giúp đỡ căn bản không đáng chính mình bộc lộ ra đối kim tiên bất tử phù khống chế phải biết điểm này bại lộ về sau trong thiên hạ kim tiên bất tử phù giá trị thì giảm xuống nhất là có kim tiên bất tử phù người đối phù tổ cũng kiên kỵ cái này bỗng dưng cho mình trêu chọc tai họa cho nên đối phù tổ kết quả tốt nhất cũng là chỉ có thể ngắn mũi áp chế nhưng kim tiên bất tử phù vẫn là có thể phát huy ra tác dụng cái này một kết quả tất cả mọi người có thể tiếp nhận dù sao phù tổ là kim tiên bất tử phù người khai sáng thiên kình vương chậm rãi đi tới trầm giọng mở miệng nói tù ngư vậy mà không có chết ngược lại là bá hạ thật đã chết rồi Thiên Kình Vương chợt cười lạnh nói: Ta đã sớm nói, cái này tù ngư chính là cây nghiệt thiếu tình cảm người, không phải một cái tốt. Lúc trước hố chết chút Long Vương đại ca, hiện nay Bá Hạ cũng là bị này độc thủ. Tù Ngư quả quyết tự bạo, cũng không phải nghĩ đến đánh bạc một lần, mà là bởi vì Bá Hạ ở chỗ này, chúng ta giết Bá Hạ cũng có thể đạt thành mục đích. Cho nên phù tổ ngươi sẽ ngầm thừa nhận tù ngư phục sinh. Phù tổ lập tức phản bác nói: Thiên Kình Vương ngươi ngậm máu phun người, ta làm sao có thể khống chế Kim Tiên bất tử phù? ta không có năng lực như vậy. Chương 1246, Diệt Long. Lão âm bức. Đều là một đám lão âm bức. Đậu trường sinh nguyên bản không có kịp phản ứng, nhưng làm thiên kình vương sau khi giải thích, đậu trường sinh mới rộng mở trong sáng. Tù ngưu cũng là chuẩn xác bắt lấy phù tổ tâm thái, cho nên mới đi tự bạo, bởi vì tù ngưu biết dẫn đầu tự bạo chính mình, nhất định là vô cùng an toàn, dù sao bá hạ ở chỗ này, thiên kình vương cần một cổ thi thể, cái này bá hạ cũng là phi thường phù hợp. Thật hung ác a. À bọn họ thế nhưng là thân huynh đệ a. À. Quả nhiên thời khắc sinh tử có đại khủng bố, tù ngưu vì sống sót, trực tiếp đem bá hạ bán đi. Mà tù ngưu sau cùng không thể nghi ngờ vô cùng thành công. Nguyên bản đậu trường sinh chỉ là hoài nghi, hiện tại có thiên kình vương một phen, phù tổ khẳng định là lưu thủ. Quỳnh hoa thiên tôn chậm rãi đi tới, đứng tại đậu trường sinh bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía phương xa viễn cổ long môn nói, món này bất hủ thần binh, ta đối với cái này không có hứng thú, đến đón lấy thuộc về cái nào một chủng tộc, ta cũng không quá quan tâm. Bất quá ta sớm xuất thủ, ngược lại là đáp ứng thánh đế sẽ đang trợ giúp một lần. Nhưng lần này ta có việc muốn rời đi, lần tiếp theo thánh đế có thể tìm kiếm ta. Quỳnh Hoa Thiên Tôn lời nói sau khi nói xong, không giống nhau đậu trường sinh hồi phục, thì chủ động rời đi. Quỳnh Hoa Thiên Tôn cách làm rất quả quyết, phản phất là sợ hãi đậu trường sinh hiểu lầm một dạng, phù tổ gặp một màn này về sau, nhưng cũng là mở miệng nói, bất hủ thần binh không phải càng nhiều càng tốt, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Cái này một loại bảo vật đối ta cũng là không có tác dụng gì, ta cũng không có hứng thú. Phù tổ cũng là không muốn dừng lại thêm, rất rõ ràng bọn họ đều hoài nghi mình cố ý lưu thủ, không có đi khống chế kim tiên bất tử phù, để tù ngưu còn sống. Chuyện này phù tổ không nghĩ tới tranh cãi thêm, cái này sẽ chỉ gia tăng đậu trường sinh chán ghét, còn không bằng trực tiếp rời đi, trước hết để cho sự tình lạnh nhạt đi, đương nhiên thời điểm ra đi phù tổ cũng cho mình giải thích nói, bất tử ba phù còn lại hai loại còn tốt, kim tiên bất tử phù liên quan đến tầng thứ quá cao. Ta cũng là miễn cưỡng có thể hoàn thành, không có dư lực lưu lại hậu thủ, cho nên bất luận cái gì một trương kim tiên bất tử phù ta nhiều nhất chỉ có thể áp chế một hai phù tổ giải thích thêm vài câu về sau lúc này mới lựa chọn rời đi quỳnh hoa thiên tôn phù tổ hai tôn cường giả tuần tự rời đi đều là sợ làm cho đậu trường sinh hiểu lầm cho rằng bọn họ sẽ đối với viễn cổ long môn có ý tưởng thoáng một cái để chiến trường bên trong chỉ còn lại có thiên kình vương cùng đậu trường sinh làm đậu trường sinh ánh mắt hướng về thiên kình vương xem ra thời điểm thiên kình vương ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lòng lại là thở dài quỳnh hoa thiên tôn cùng phù tổ đối viễn cổ long môn không có biện pháp có thể thiên kình vương có rất hứng thú nồng hậu hai người này cùng long tộc quan hệ không lớn có thể thiên kình vương nuôi một con rồng quái bây giờ đang ở vào hướng về chân long thuế biến thời khắc nếu là có viễn cổ long môn có thể mượn lấy viễn cổ long môn thuần hóa huyết mạch lực lượng để long quái thuế biến càng thêm thuận lợi chính mình cũng có thể nhờ vào đó cường hóa huyết mạch cái này viễn cổ long môn đối bản thân trợ giúp cực lớn càng thêm không cần phải nói cái này có lấy truyền tống chi lực vừa vặn cùng ngũ nhạc ấn hình thành một bộ thứ này đối thiên kình vương có rất rất nhiều chỗ tốt thiên kình vương trong nội tâm không ngừng hiện ra muốn hai chữ có thể thiên kình vương mặt ngoài phong khinh vân đạm không có lộ ra bất kỳ đầu mối nào tới đậu trường sinh người này quá lợi hại thật không có thể cùng tranh tài nhưng cái này không có nghĩa là thiên kình vương thì không muốn tại thiên kình vương xem ra chỉ phải nhẫn nại nhất thời lấy đậu trường sinh bản sự không phải siêu thoát mà đi cũng là thân tử đạo tiêu dạng này bất luận là cái nào kết quả đậu trường sinh bảo vật trong tay đều sẽ lưu lại cho nên tương lai mình thật nhiều cơ hội mượn nhờ cái này một cái ý nghĩ thiên kình vương thành công làm yên lòng chính mình sau đó bình tĩnh nói viễn cổ long môn là thánh đế chi vật ta tự nhiên cũng là không dám ý đồ ta cũng rời đi thiên kình vương quay người hướng về phương xa rời đi nhưng mới bước ra một bước thiên kình vương vẫn là không có nhịn xuống ánh mắt hướng về viễn cổ long môn nhìn thoáng qua thật mong muốn a à. thiên kình vương trong lòng lại thở dài một tiếng sau đó người thì đã biến mất không thấy trong nháy mắt chiến trường chỉ còn sót đậu trường sinh một người đậu trường sinh ánh mắt bình tĩnh người cũng đứng tại chỗ không hề động không có lập tức tiến lên nhặt lên viễn cổ long môn đây là không thực tế sự tình món này bất hủ thần binh vô cùng đặc thù chính là hỗn độn thần binh toái phiến muốn là dễ nắm như thế long tộc đã sớm đón về đến tộc bên trong muốn là cho đậu trường sinh thời gian đây cũng là có thể làm được mấu chốt là bây giờ thiếu sót nhất chính là thời gian hình thiên chi nhãn tầm mắt bên trong nơi xa đã hiện ra quan mang cái này chứng minh nhân gian giới người tới Khoảng cách đã không phải là quá xa, đến đón lấy vạn tộc bất hủ, đều sẽ bắt đầu xuất hiện. Cái này sẽ là lần trước võ đạo chiến thắng tiên đạo về sau, bất hủ tụ tập số lượng nhiều nhất một lần, lần tiếp theo có thể vượt qua nhiều như vậy bất hủ, nhất định là sách tổ chức chúc mừng trên yến hội. Không. Cái này chúc mừng yến hội có hay không, bây giờ đều là một cái dấu hỏi. Hơn 10 cái hô hấp về sau, từng đạo từng đạo quan mang, tuần tự không ngừng rơi vào tứ phương. Cái này cũng nói một việc, muốn là bá hạ lại kiên trì một hồi như vậy thì căn bản không cần chết. Đương nhiên đây chỉ là trên lý luận mà thôi, sau cùng giết chết bá hạ lúc, lại là không bằng ngay từ đầu nhanh như vậy, một chút chậm trễ một hồi. Cho nên trên thực tế bá hạ vô luận như thế nào đều gánh không được. Vân vân. Đậu trường sinh đột nhiên phát hiện một việc. Chính mình chỉ là tính toán Quỳnh Hoa Thiên Tôn cùng phù tổ bọn họ, thiếu tính toán viễn cổ Thái Dương Thần. Cái này một vị cái gì thời điểm rời đi? Đậu trường sinh ánh mắt không tự chủ được nhìn chung quanh tứ phương, đã vừa mới xác định, hiện trường chỉ còn lại mình mình một người bây giờ lại tìm một lần không có trông thấy viễn cổ thái dương thần bóng người rất rõ ràng sự tình cái này một vị không biết khi nào rời đi viễn cổ thái dương thần rời đi vẫn chưa chào hỏi lại thêm đậu trường sinh chú ý lực không ở nơi đó trong lúc nhất thời vậy mà không có phát giác viễn cổ long môn là đồ tốt nhưng cái này một loại bảo vật đối với thế lực hoặc là đặc biệt người hữu dụng như là phù tổ cùng quỳnh hoa thiên tôn còn có viễn cổ thái dương thần không có tác dụng lớn gì cái này một số người đối với thế lực không thế nào để bụng ngược lại là thiên kình vương có thể chịu được dụ hoặc trực tiếp lựa chọn rời đi tình cảnh này bao nhiêu ngoài đậu trường sinh đoán trước đậu trường sinh trầm mặt không nói người đến lại không cách nào giữ yên lặng tất phương ánh mắt nhìn phương xa phương hướng đó là viễn cổ thái dương thần rời đi phương hướng cùng đậu trường sinh khác biệt tất phương đối với viễn cổ thái dương thần rất chú ý dù sao đây là yêu tộc bất hủ song mới chậm rãi thu hồi ánh mắt trong lòng thở dài một hơi mời viễn cổ thái dương thần trở về yêu tộc là muốn tăng cường yêu tộc chiến lực nhưng bây giờ xem ra ngược lại giống như là mời một cái tổ tông trở về. Chuyện không có cách nào khác, viễn cổ Thái Dương thần thực lực quá mạnh, độ tự do phi thường cao, yêu tộc đối viễn cổ Thái Dương thần sức trói buộc không lớn, ngược lại phải không ngừng lôi kéo viễn cổ Thái Dương thần, dù sao kim ô tộc trong bóng tối thì không đình chỉ qua tiểu động tác. Cái này cũng bộc lộ ra kim ô tộc đối viễn cổ Thái Dương thần khát vọng, muốn là viễn cổ Thái Dương thần trở về kim ô tộc, như vậy kim ô tộc thực lực đem về bành trướng, thập đại chủng tộc bố cục, đem về triệt để bị phá vỡ. Không, là vốn có trật tự sụp đổ, xuất hiện hoàn toàn mới thập đại chủng tộc. Tất Phương vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi tiến lên đi đến đậu trường sinh bên cạnh, trước tiên mở miệng nói, Long tộc dám can đảm chú giết thánh đế. Chủ động phá hư võ đạo nội bộ đoàn kết, chuyện này quá ác liệt. Bây giờ bá hạ bị thánh đế giết chết, đây là Long tộc tự tìm. Thánh đế đừng có cảm giác tội lỗi, chuyện này từ đầu đến cuối đều là Long tộc sai. Tất Phương nhiều lần cùng đậu trường sinh tiếp xúc, cũng thăm dò rõ ràng đậu trường sinh ưa thích nghe, cho dù là đậu trường sinh hỉ nộ vô thường, ai cũng đoán đo không ra đậu trường sinh nội tâm chánh thức ý nghĩ, có thể đậu trường sinh có một cái quy luật, cái kia chính là chung quy giả bộ như đại nhân đại nghĩa. Đậu trường sinh khẩu thị tâm phi, chỉ cần án chiếu lấy cái này một bộ sáo lỗ võ thuật, có thể hay không chiếm được đậu trường sinh niềm vui không dám nói, có thể ít nhất là không có sai lầm. Đậu trường sinh nghiêm túc thần sắc, không khỏi thư hoãn ba phần, có tất phương một câu nói kia, lần này phục sát bá hạ, thì có chính nghĩa danh tiếng. Là hoàn toàn xứng đáng sư xuất có tên, có đạo phạt vô đạo. Đậu Trường Sinh thở dài nói, lần này Long tộc chú giết ta. Đây là ta tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, tuy nhiên Tù Ngưu nhiều lần phủ quyết đề nghị của ta, nhưng ta cũng cho là chúng ta đang thảo luận sự tình, chỉ là có khác biệt ý kiến mà thôi. Đây là phi thường bình thường sự tình, nhưng Tù Ngưu cái này nhân khí lượng vậy mà như thế nhỏ hẹp, cũng bởi vì chút chuyện này ghi hận trong lòng, trong bóng tối xuống tay với ta. Chậm rãi chính đi tới Viêm thần, tốc độ cũng không khỏi một trận, lập tức đình chỉ lại. Thật vất vả gạt ra nụ cười, lập tức thì cứng ngắc ở Viêm thần giờ khắc này phá phòng ngự, dù là viêm thần cũng hiểu được đậu trường sinh người này vô liêm sĩ, không phải vật gì tốt, có thể đậu trường sinh lại có thể đường hoàng nói ra, đem hết thảy sai lầm đều giao cho tù ngư. Đây cũng là viêm thần không có dự liệu được sự tình. Cái này đậu trường sinh thật sự là một điểm bức đếm đều không có, tù ngư vì sao xuống tay với ngươi? Còn không phải là bởi vì tù ngư biết ngươi đậu trường sinh khí lượng nhỏ hẹp, tâm như lỗ kim, có thù tất báo. Mấy lần trước đắc tội ngươi, sớm đã bị ngươi đậu trường sinh ghi hận trong lòng bị ghi lại ở tiểu hắc bản lên. Tù ngưu không muốn tương lai chết không hiểu cất bước, không biết khi nào bị ngươi hố chết, mà chính là lựa chọn đoạt xuống tay trước, điểm này tại viêm thần xem ra, một điểm sai lầm đều không có, vô cùng vô cùng chính xác. Viêm thần liên tục dùng hai cái vô cùng, chính là nhờ vào đó biểu đạt ủng hộ của mình. Bất quá tù ngưu là có lỗi, tù ngưu sai lầm lớn nhất cũng là chú giết thất bại, dẫn đến bị trả thù. Đây hết thể nhọn cũng là tù ngưu gieo gió gặp bão, cũng chẳng trách người khác, trong thiên hạ không có ta có thế giết ngươi, ngươi không có thế giết ta sự tình có can đảm giết người thì muốn cân nhắc phía sau trả thù phim thần tốc độ dừng lại một cái hô hấp thời gian nhờ vào đó thư giãn một chút tâm tình áp chế xuống đối đầu trường sinh vô liêm sĩ ghét bỏ lại một lần nữa cố gạt ra nụ cười không sai sao chủ động tiến lên đi đến đậu trường sinh bên cạnh cũng mở miệng chống đỡ nói giết tốt chúng ta võ đạo nhất thể long tộc chủ động phá hư võ đạo đoàn kết chính là ta võ đạo thiên của tội nhân so sánh với tất phương thu liễm một chút phim thần thế nhưng là không quen lấy long tộc nhất là viêm thần đối long tộc cực kỳ bất mãn, phải biết thần tộc lai lịch, có thể nói là vô cùng phức tạp. Nguyên bản thiên địa bá quyền, cũng là bọn họ thần tộc, là tổ long ẩn nút nhiều năm, nhất triều hăng hái quét ngang tiên thiên thần chỉ, mới chiếm lấy thiên địa bá quyền. Sau đó cái này một số tiên thiên thần chỉ, bởi vì không cam tâm mất đi quyền thế, cho nên bọn họ bắt đầu liên hợp lại phản công, làm khai thiên tích địa sau đảng sinh lực lượng mạnh nhất, bọn họ phân tán lúc không phải long tộc đối thủ, có thể khi bọn hắn đoàn kết nhất trí về sau, long tộc liền bị bọn họ đánh tan từ đó tiên thiên thần chỉ xưng hô biến mất, thay vào đó chính là thần tộc. Mà thần đình những năm cuối thời điểm, cũng chính là chúc Long Vương dẫn đầu hưởng ứng cự nhân tộc, cự nhân tộc khi đó thực lực không yếu, có thể bàn về đến sức ảnh hưởng làm sao có thể cùng Long tộc so sánh, đây chính là đời trước thiên địa bá chủ. Đây cũng là dẫn đến phản loạn tầng tầng lớp lớp nguyên nhân chủ yếu, chính là biết thần tộc lịch sử, cho nên viêm thần đối với Long tộc ấn tượng một mực không tốt. Lúc trước thanh thiên câu quân vẫn là nương tay, trực tiếp đem Long tộc xóa đi là có thể, đến mức tổ Long uy hiếp, thời kỳ toàn thịnh tổ long có long đình thanh thiên Câu quân đều chiến thắng càng thêm không cần nói là người cô đơn tổ long viêm thần cũng biết ở trong đó khẳng định có bí ẩn nhưng vẫn là đối thanh thiên Câu quân lưu lại dạng này tai họa ngầm bất mãn viêm thần lời nói rơi xuống về sau tất phương không khỏi dương mắt nhìn về phía viêm thần tất phương đã nghi nghe được viêm trong thần thoại ẩn tàng ý tứ viêm thần có ý diệt long tất phương không khỏi cân nhắc lên hiện tại diệt long chính là một cái thời cơ tốt nhất nhân tộc khẳng định sẽ chống đỡ bọn họ bá hạ tử vong tù ngư tự bạo liền xem như có thể phục sinh trạng thái cũng sẽ không tốt đang ở vào lớn nhất dễ đối phó thời điểm khuê thủ cũng tử vong chúc long bản thân thì có tổn thương còn lại cũng chính là ngân long không nói cái khác các tộc xuất lực chỉ là bọn họ tam tộc xuất thủ cũng đủ để đem long tộc xóa đi muốn là diệt long hậu yêu tộc có thể thu hoạch được chỗ tốt gì tất phương suy nghĩ một phen về sau lại là phát hiện đông hải chỗ này vị trí yêu tộc ngược lại là có thể chiếm lĩnh lấy yêu tộc tình huống mà nói đem long tộc cao tần xóa đi còn sót lại thủy tộc toàn bộ đều là yêu tộc. Binh tông tướng cua chờ một chút, đều có thể thành vì yêu tộc bên trong nhất tộc. Yêu tộc có rất nhiều chỗ xấu, vừa vặn rất tốt chỗ cũng hết sức rõ ràng, có thể nhanh chóng tiêu hóa hết long tộc nền tầng. Tất phương hơi có tâm động, một trái tim lửa nóng, nhưng nhìn về phía viêm thần về sau, tất phương tâm đã lạnh một nửa, trông thấy đậu trường sinh sau triệt để lạnh. Nhân tộc cùng thần tộc, làm sao có thể đem Đông Hải giao phó cho yêu tộc? Cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào cái khác các tộc cũng muốn chia cắt một khoản lợi ích, chính yếu nhất chính là đã mất đi long tộc, đông phương dưới vị trí một chủng tộc cũng là phượng hoàng tộc, thần tộc nếu là không trên đỉnh đến, nhân tộc tựa như là mất đi trói buộc hồng thủy, đem về không chút kiên kỵ hướng hủy hết thảy. Chỉ có long tộc tồn tại, lại có phượng hoàng tộc sau lưng chống đỡ, mượn nhờ hai tộc chi lực mới có thể phong tỏa nhân tộc đông phương. Ngày xưa ngũ tộc minh ước, cùng một chỗ ngăn chặn nhân tộc tình huống, bây giờ tại tất phương xem ra, muốn lại một lần nữa xuất hiện. Nhân tộc quá mạnh đậu trường sinh càng mạnh. Lấy tụ ngưu cùng bá hạ cường đại, bây giờ long tộc bốn tôn bất hủ thần ma uy thế, nói không có kém một chút liền không có. Hôm nay có thể diệt long tộc, ngày sau liền có thể diệt yêu tộc. Tất phương sinh ra thỏ chết hồ buồn cảm giác, nhưng tất phương gà tặc không có trực tiếp mở miệng cự tuyệt, mà chính là giữ yên lặng không nói một lời, cái này chuyện đắc tội với người, giao phó cho phượng hoàng tộc là được, yêu tộc cũng không phía trên. Lúc trước muốn là mình chấp chưởng yêu tộc, mà không phải cái kia đần độn hoàng, yêu tộc làm sao có thể thương vong thảm trọng chính mình muốn giết hắn, không phải là vì bản thân chi tư. Mà chính là hắn trở ngại yêu tộc phát triển. Đại tranh chi thế, không tiến ắt lùi. Yêu tộc không chịu nổi ngu như vậy bức tiếp tục dày vò. Thất bại nữa, có thể không có thời gian cho yêu tộc khôi phục thực lực cơ hội. Chương 1247, thà cùng long tộc khai chiến, không cùng đậu đậu vì lân cận. Thiên ngoại thiên. Viễn cổ long môn tràn ngập nhàn nhạt lộng lẫy, quan mang dần dần khuếch tán ra đến, xua tán đi vĩnh hằng hắc ám, giữa thiên địa bắt đầu sáng lên bất luận là ai đến về sau, xa xa liền có thể trông thấy nguy nga sừng sững môn hộ, chính bình tĩnh đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Từng đạo từng đạo bất hủ chi khí, còn như nước mưa đồng dạng tản mát, không gian thỉnh thoảng nhộn nhạo, còn như hồ nước, tóe lên vô số gợn sóng, cái này biểu dương ra viễn cổ long môn bất phàm. Đây là một kiện bất hủ thần binh. Chỉ là một kiện bất hủ thần binh, không đủ để bọn hắn động dung. Võ đạo tập kích bất ngờ tiên đạo nhất chiến, giết chết không ít bất hủ kim tiên, bọn họ cũng thu được một số bất hủ thần binh, các tộc đều là có không nhỏ thu hoạch, chỉ là một kiện bất hủ thần binh, căn bản không đủ để bọn hắn hưng sư động chúng tề tụ một đường. Quan trọng món này bất hủ thần binh, chính là không gian hệ bất hủ thần binh, là hỗn độn thần binh một bộ phận chờ một chút nguyên tố chung vào một chỗ, liền để viễn cổ long môn giá trị liên thành, gây nên sự điên cuồng của bọn hắn. Đương nhiên ở trong đó còn có một cái càng trọng yếu hơn nhân tố, võ đạo có thể chiến thắng tiên đạo, trong đó lớn nhất công thần cũng là bất hủ long môn. Hai người đồng dạng đều là long môn nhưng viễn cổ long môn bất luận là danh khí vẫn là vị cách phía trên toàn bộ đều là vượt ra khỏi bất hủ long môn cho nên các tộc bên trong bất hủ ào ào khởi hành đến đây đây đối với quỳnh hoa thiên tôn bọn họ cá nhân sức hấp dẫn không phải quá mạnh cân nhắc đến đậu trường sinh nhân tố cho nên trực tiếp từ bỏ nhưng đối với một chủng tộc một cái thế lực viễn cổ long môn tồn tại đủ để quyết định một trận chiến đấu thắng bại liên quan đến lấy một chủng tộc hưng suy đây là dù ai cũng không cách nào bỏ qua bảo vật không lâu sau công phu tất cả mọi người đều đã đến đầy đủ người đến nhiều bầu không khí ngược lại đè nén viêm thần không có che giấu mục đích của mình cho nên đến tiếp sau đến người bọn họ đều đã lắng nghe đến viêm thần lời nói cho nên cũng nhìn ra viêm thần ý nghĩ từng tia ánh mắt nhìn chăm chú lên viễn cổ long môn thời điểm trong lòng bọn họ đã tại cân nhắc lợi hại diệt long cái này mặc dù chỉ là hai chữ nhìn qua vô cùng tùy tiện có thể đưa tới đến tiếp sau ảnh hưởng cực lớn long tộc quá khứ huy hoàng không cần nói thêm cái kia đã qua thức hiện nay long tộc cũng là thập đại chủng tộc một trong diệt đi long tộc sau dẫn đầu bị ảnh hưởng cũng là thập đại chủng tộc bố cục thập đại chủng tộc vững chắc nhiều năm như vậy đối mặt tiên đạo uy hiếp chưa từng xuất hiện bất kỳ ba động ngược lại tại võ đạo chiến thắng tiên đạo về sau lại có kịch biến không có long tộc về sau nhân tộc đông phương vị trí đem về triệt để hình thành một cái chân không khu vực cái này lấy nhân tộc cường đại không có long tộc xem như bình chướng nhân tộc sức ảnh hưởng đem về lại một bước mở rộng đối vạn tộc trưởng thống sẽ lên thăng một cái cấp bậc bắt đầu cướp đông hải lãnh địa nhân tộc thực lực đem về thu hoạch được tăng trưởng cái này một cái hậu quả xuất hiện như vậy bọn họ lấy được chỗ tốt toàn bộ đều là không đáng giá nhắc tới nhân tộc thực lực quá mạnh tuyệt đối không thể tiếp tục bành trướng đi xuống cung bằng hoàng mặt không biểu tình chuỗi ngọc trên mũ miệng không ngừng lắc lư một đôi mắt nhìn chăm chú lên viễn cổ long môn sau cùng chậm rãi di động mở nhìn về phía thương nguyên ly phương hướng vốn cho là cung bằng tộc thượng vị trở thành thập đại chủng tộc là cướp đoạt thương tộc vị trí nhưng lúc này đây sự kiện thật sự là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Mạnh mẽ như vậy long tộc, lập tức thì xảy ra diệt tộc biên giới. Viêm thần là tìm được một cái cực kỳ tốt thời điểm, bây giờ có thể lấy được được nhân tộc chống đỡ, muốn là lại có mấy cái chủng tộc chống đỡ, như vậy long tộc khẳng định phải diệt vong. Nguyên bản côn bằng tộc muốn chống đỡ thần tộc, đây đối với côn bằng tộc là một cái cơ hội. Nhưng hôm nay côn bằng hoàng lại là không thể không cân nhắc nhân tộc tiếp tục bành trướng hậu quả, đến lúc đó thế lớn khó trị, cho dù là côn bằng tộc trở thành thập đại chủng tộc, đây cũng không phải là nhân tộc huynh đệ, mà chính là cho nhân tộc làm nô tài, như vậy côn bằng tộc qua nhiều năm như vậy nỗ lực, chẳng phải là một chuyện cười. Dù sao không trở thành thập đại chủng tộc là nô tài, thành vẫn là nô tài, đồng dạng đều là do nô tài, còn nỗ lực làm gì? Côn bằng tộc cứ việc không có trở thành thập đại chủng tộc, có thể côn bằng hoàng đã lấy thập đại chủng tộc tự cư, tự nhiên bắt đầu suy tính tới đến thập đại chủng tộc lợi ích đến, long tộc muốn là ngã xuống, như vậy côn bằng tộc thượng vị về sau, sau cùng xuất hiện tình huống, khả năng cũng là côn bằng tộc chống đi tới, trở thành ngăn cản nhân tộc hiện lên ở phương Đông Bình Chướng. Điểm này mới là côn bằng hoàng thờ ơ nguyên nhân chủ yếu nhất, dù sao chỉ cần nghĩ đến cùng đậu trường sinh làm hàng xóm, côn bằng hoàng thì trong lòng rung lên. Thà rằng cùng long tộc toàn diện khai chiến, cũng không cùng đậu trường sinh làm hàng xóm. Côn bằng hoàng trong lòng trong nháy mắt hiện lên cái này một cái ý nghĩ. Viêm thần nhìn chung quanh, chính yếu nhất chính là tìm kiếm kẻ ủng hộ, bị viêm thần chú ý nhiều nhất cũng là côn bằng hoàng, đây chính là võ đạo bên trong ưng phái, nhất là long tộc hủy diệt về sau, đối côn bằng tộc có chỗ tốt. Nhưng côn bằng hoàng bình tĩnh tư thái, để viêm thần vô cùng thất vọng. Viêm thần đối với cái này một số người, cân nhắc cái này, kiên kỵ cái kia cách làm rất bất mãn. Thiên hạ nhiều chủng tộc, bất hủ cũng rất nhiều, ai cũng không hy vọng đại nhất thống chủng tộc xuất hiện. Bởi vì tình huống như vậy, muốn so thiên đình xuất hiện còn muốn ác liệt, thiên đình cứ việc cũng là đại nhất thống, có thể đó là một cái liên hợp thể, thật là nhiều cường giả đều tại thiên đình bên trong có chức vị, nhưng nhân tộc muốn là nhất thống thiên hạ, đã định trước chỉ có một số nhỏ người có thể thu hoạch được ưu đãi, phần lớn người đều muốn thần phục. Cái này một loại kết quả chỉ có thể để vô số người phản đối với nhân tộc, đến lúc đó nhân tộc lấy sức một mình, đối kháng chính là thiên hạ. Tiêm thần vô cùng không coi trọng nhân tộc. Cái này một loại tình huống không chỉ là nhân tộc, cái khác bất luận cái gì nhất tộc, đều sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Đương nhiên muốn là bọn họ từ bỏ nhất tộc độc bá ý nghĩ, như là thượng cổ thiên đình một dạng, như vậy lực cản đem về giảm mạnh. Viêm thần nhất thống thiên hạ, cũng là như thượng cổ thiên đình một dạng. Không bằng hoàng không trông cậy được vào, tất phương cũng là trầm mặt, viêm thần ánh mắt nhìn về phía linh tộc nữ hoàng, cái này một vị nguyên bản không xuất sắc, bởi vì thật sự là quá dịu dàng, nhiều khi cũng làm pho tượng, giống như là bối cảnh bản một dạng, chỉ là cho đủ số tồn tại. Có thể linh tộc tất bất luận là lúc nào, đây đều là không cách nào xem nhẹ qua tồn tại. Tiên đạo chưa từng xuất hiện trước, Linh tộc cũng là thập đại chủng tộc bên trong chỉ thấp hơn nhân tộc, yêu tộc, cự nhân tộc, thần tộc cường tộc, có thể đứng hàng phía trên ngũ tộc. Bây giờ linh tộc có Thiên Hậu cùng Quỳnh Hoa Thiên Tôn về sau, thực lực càng là trên diện rộng tăng trưởng, cho dù là Thiên Hậu không có rõ ràng tỏ thái độ, có thể chỉ là Quỳnh Hoa Thiên Tôn mang tới thực lực, liền để linh tộc càng trọng yếu hơn. Muốn là linh tộc giúp đỡ chính mình, lại thu hoạch được thương tộc chống đỡ, lần này thì ổn. Dù sao yêu tộc không biểu lộ thái độ, nói không ủng hộ cũng được, nhưng có thể đầy đủ nói chống đỡ phần lớn người cũng sẽ không chủ động tỏ thái độ, như vậy chỉ có chút ít mấy cái sẽ cự tuyệt, viêm thần có lòng tin đè qua bọn họ. Chú ý tới viêm thần ánh mắt về sau, linh tộc nữ hoàng nhỏ nhỏ giơ tay lên bên trong thần trường, bình tĩnh mở miệng nói, đây không phải hiện tại chúng ta tề tụ nơi này mục đích. Hiện tại mấu chốt nhất chính là viễn cổ long môn thuộc về. Long tộc thất đức, món này bảo vật đã cùng long tộc vô duyên. Linh tộc nữ hoàng cũng không muốn long tộc diệt đi, cho nên trực tiếp dứt khoát bỏ qua cái vấn đề này, viêm thần lắng nghe ra phương diện này ý tứ, vừa mới muốn tiếp tục mở miệng lúc, sớm đã đi tới không mở miệng Đan Phượng, rốt cục tìm được cơ hội, không kịp chờ đợi nói, cái này viễn cổ Long Môn ta Phượng Hoàng tộc tự nhận phúc đức nông cạn, không cách nào chấp chưởng chí bảo như thế. Cho nên ta Phượng Hoàng tộc trực tiếp từ bỏ. Đan Phượng tốc độ nói rất nhanh, mỗi một câu đều tin chuẩn đánh gãy viêm thần, hắn cách làm vô cùng đơn giản, cũng là không cho viêm thần cơ hội mở miệng. Hiện nay không muốn nhấp Long tộc hủy diệt người, tại chỗ bên trong sẽ chỉ là Đan Phượng. Không có Long tộc về sau, Phượng hoàng tộc liền sẽ cùng nhân tộc giáp giới, đến lúc đó nhân tộc hiện lên ở phương đông, phượng hoàng tộc đứng mũi chịu sào. Hiện hôm nay thiên hạ ở giữa, không ai nguyện ý cùng đậu trường sinh làm hàng xóm. Viêm thần môi rung rung một chút, lại là đem chỗ có lời nói, toàn bộ đều nuốt vào trong bụng, nguyên bản còn dự định cầu lấy đậu trường sinh chống đỡ, nhưng bây giờ Viêm thần từ bỏ ý tưởng này, cái này một số người cũng không nguyện ý long tộc hủy diệt. Lực cản lớn vô cùng, lại nói Viêm thần đối long tộc bất mãn là bất mãn, có thể cũng không có nguyện ý nỗ lực cực lớn đại giới nhất định phải diệt đi long tộc trái tim. Viêm thần thời khắc này tâm tính, cũng là cái kia một loại bạch chơi có thể, dùng tiền thì là không được. Phượng hoàng tộc dẫn đầu tỏ thái độ về sau, luôn luôn không cầu đệ nhất, cầu vững vàng thương nguyên ly mở miệng nói, từ bỏ. Thương nguyên ly lần này không có thao thao bất tuyệt, tích tự như kim, chỉ phun ra hai chữ. Một mực vô cùng phát triển thương tộc, qua nhiều năm như vậy đã bị thành người ngoài, có này kết quả tự nhiên là thương tộc thực lực theo không kịp, như là côn bằng tộc một dạng, lần này có hai tôn bất hủ kim tiên trở về, trong tộc thực lực lập tức có ba tôn bất hủ. Thực lực nhảy lên một cái, vượt qua thương tộc nhiều lắm, điều này cũng làm cho thương tộc vô cùng xấu hổ. Thương Nguyên Ly có giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quan tâm, nhưng là quyết thiếu một cái cơ hội, dù sao cũng không thể đầy đủ vô duyên vô cớ thì lui, cho dù là Thương Nguyên Ly minh bạch, những người khác không ít cũng minh bạch, có thể phần lớn thương tộc không hiểu. Bây giờ bị khung ở chỗ này, cái này khiến Thương Nguyên Ly vô cùng khó chịu. Chờ. Đây là không ít thương tộc ý nghĩ, trong đó thần ma cùng tiên thiên thần ma đều lo liệu lấy cái này một loại ý nghĩ. Muốn là từ thương nguyên ly một người quyết định lời nói, hiện tại cung bằng tộc đã sớm là thập đại chủng tộc, nhưng cũng tiếc thương nguyên ly là bất hủ, nhưng đến cùng thượng vị thời gian quá ngắn ngủi, nhất là cái khác thương tộc không cam tâm, muốn phải chờ tới cái khác bất hủ kim tiên thêm vào thương tộc, tốt tăng cường thương tộc thực lực, để thương tộc Đông Sơn tái khởi. Hoặc là đem lão tổ tông mời về. Cho dù là thương tộc nội tình nông cạn, có thể y nguyên vẫn là có nội tình lão tổ tông phát triển niên đại, chính là võ đạo sơ kỳ, đây chính là long trời lỡ đất sau đó không lâu sự tình. Điều này có thể cho bọn hắn một cái tưởng niệm, không chừng lão tổ tông tại cái này đặc thù trong hoàn cảnh, thành công đột phá trở thành bất hủ. Dù sao đến võ đạo trung kỳ, võ đế trước sau thời đại, như võ đế dạng này kinh tài diễm diễm người, đều không thể thu hoạch được đột phá, khả vũ nói tiền kỳ chính là bất hủ sau cùng huy hoàng lúc, hết thảy đều là có khả năng. Thương Nguyên Ly phun ra một ngụm trọc khí. Khó. Thương tộc quá khó khăn bất quá chí ít so long tộc tốt. Cái này long tộc kém một chút cũng bị mất, thiên hạ cục thế biến hóa quá lớn. Liền xem như lão tổ tông trở về, tám thành còn không bằng chính mình đây. Cái này một số người làm sao lại không hiểu. Cứ vãn thương tộc biện pháp, cũng là nằm ngửa, rời xa đậu trường sinh. Chương 1248, thiên đế xuất tuần đồ, bại lộ. Viễn cổ long môn. Sừng sững tại trước mọi người mới. Không biết bao nhiêu người, lòng sinh tham lam, hận không thể một thanh ôm lấy viễn cổ long môn, sau đó gắt gao không buông tay, muốn đem viễn cổ long môn theo vì sở hữu tư nhân. Nhưng chuyện này mỗi người đều nghĩ, có thể hết lần này tới lần khác lại là không người chủ động mở miệng tranh đoạt. Bầu không khí hiển hiện vô cùng quỷ dị, chỉ có vượng hoàng tộc cùng thương tộc tuần tự tỏ thái độ, trực tiếp từ bỏ viễn cổ long môn. Còn lại cái kế tiếp cái chủng tộc, bắt đầu yên tĩnh lại. Nói tranh đoạt đi, trong lòng bọn họ có cố kỵ, bởi vì dẫn đầu lối ra người, khẳng định sẽ trở thành chim đầu đàn, trêu chọc đến đậu trường sinh ghi hận, đến lúc đó đậu trường sinh ghi hận trong lòng, như phát sinh trước mắt hết thảy, đem về lại một lần nữa xuất hiện. Bọn họ tự nhận cũng không có long tộc cường đại, cũng không có tù ngưu cùng bá hạ mạnh mẽ, cho nên đậu trường sinh đối giao bọn hắn mà nói, trên lý luận mà nói là càng thêm dễ dàng. Nhưng nếu như bị đậu trường sinh chấn nhiếp, trực tiếp từ bỏ viễn cổ long môn, bọn họ cũng là cực kỳ không cam tâm. Chính là xuất phát từ cái này một loại lưỡng nan bên trong, cho nên hiển hiện cục thế lúng túng. Quỷ dị bầu không khí tràn ngập trong lòng mọi người nguyên một đám ánh mắt bắt đầu tụ hợp lên dẫn đầu nhịn không được chính là vũ tộc nữ vương vũ tộc nữ vương một đôi mắt đẹp nhìn chung quanh tứ phương trước nhìn về phía đan phượng nguyên bản cái này một vị lão đại tỷ chính là tốt nhất câu thông đối tượng nhưng cái này một vị lão đại tỷ trực tiếp từ bỏ vũ tộc nữ vương không thể không đổi một mục tiêu sau cùng vũ tộc nữ vương nhìn về phía linh tộc nữ hoàng cái này một vị cũng là nữ tính cũng là lão đại tỷ thành lập tiểu đoàn thể bên trong một viên vũ tộc nữ vương cùng linh tộc nữ hoàng tiếp xúc không coi là nhiều nhưng cẩn thận tính được, vẫn là muốn vượt qua cái khác các tộc lãnh tụ. Vũ tộc nữ vương trực tiếp bí mật truyền âm nói, lần này viễn cổ long môn nhân tộc nhất định phải được, nhưng tuyệt đối không thể để nhân tộc thu được. Vũ tộc nữ vương lời nói vẫn chưa nói xong, linh tộc thanh âm của nữ hoàng đã vang lên, ngươi là dự định để cho ta làm chim đầu đàn. Linh tộc nữ hoàng cứ việc cũng chỉ có câu này, nhưng ý tứ đã biểu lộ không thể nghi ngờ, muốn là vũ tộc nữ vương không cho một lời giải thích, như vậy song phương tất nhiên sẽ trở mặt. Vũ tộc nữ vương vội vàng giải thích nói, ta làm sao lại hại ngươi. Chúng ta nhiều năm như vậy hữu nghị, ta cũng sẽ không là loại kia, chuyên môn hố bằng hữu của mình bại loại. Ý của ta là đậu trường sinh trong tay đã có bất hủ long môn, bây giờ lại thu hoạch được viễn cổ long môn về sau, hai kiện chí bảo nếu là có thể hợp hai làm một, như vậy long môn lực lượng tiến một bước tăng cường, nhân tộc thực lực sẽ tiến một bước bành trướng, có trận chiến này tranh chí bảo nơi tay, nhân tộc tiến thối tự nhiên, này lại không có chúng ta sinh tồn không gian. Cho nên chúng ta đệ nhất sự việc cần giải quyết, là không thể để nhân tộc thu hoạch được viễn cổ long môn. Thứ hai mới là viễn cổ long môn thuộc về đơn độc nhất tộc đã không cách nào thu hoạch được viễn cổ long môn, mặc cho ai thu hoạch được đều gánh không được nhân tộc trả thù, cho nên chúng ta không bằng nhiều tộc liên hợp, sau đó cùng một chỗ cộng đồng quản lý, tựa như là ngày xưa thiên đế suốt tuần độ một dạng linh tộc nữ hoàng con ngươi hiện ra một tia minh ngộ, đã nghe hiểu vũ tộc nữ vương ý tứ đối với cái này một cái đề nghị, không khỏi tim đập thình thịch. Cục thế trước mắt tiếp tục dằn co nữa cái này đối với bọn hắn cực kỳ bất lợi, bởi vì vì nhân tộc vị kia thiên cơ lão quỷ đã bắt đầu hoạt động, bọn họ ở chỗ này dằn co thời điểm, nhân tộc đã bắt đầu hướng các tộc phái ra sứ giả. Món này chỉ bảo thuộc về, liên quan đến phương diện nhiều lắm, có bọn họ nơi này minh tranh, cũng có sau lưng ám đấu, các tộc ở giữa đấu sức cũng sớm đã phát sinh. Nếu là thật có mấy cái chủng tộc, bị nhân tộc thành công thuyết phục, như vậy cục thế đem về triệt để sụp đổ. Một cái đậu trường sinh, một cái nhân tộc, bọn họ cũng không dám làm chim đầu đàn, biểu đạt ra đối viễn cổ long môn tranh đoạt. Nếu là có thần tộc, hoặc là yêu tộc dạng này đại tộc, trực tiếp đứng ra ủng hộ nhân tộc, hậu quả này linh tộc nữ hoàng không dám nghĩ sâu. Yêu tộc gần nhất cùng nhân tộc đi quá gần, linh tộc nữ hoàng thật sự là không yên lòng, cứ việc linh tộc nữ hoàng không nói một lời, thần sắc thủy chung không thay đổi, nhưng vũ tộc nữ vương vẫn là chính xác nắm chắc linh tộc nữ hoàng tâm thái, biết linh tộc nữ hoàng tâm động. Vũ tộc nữ vương tiếp tục mở miệng nói, ngươi muốn là đồng ý, như vậy ta đi cùng lão đại tỷ nói phượng hoàng tộc không dám cùng nhân tộc tranh đấu đi tranh đoạt viễn cổ long môn nhưng muốn là viễn cổ long môn không quy thuộc cụ thể nhất tộc mà chính là từ các tộc cùng một chỗ quản lý tin tưởng lão đại tỷ cũng sẽ động tâm tư vũ tộc nữ vương dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói không chúng ta không phải bắt chước thiên đế xuất tuần đồ mà là dựa theo lấy độ thế kim kiều lệ cũ viễn cổ long môn từ thập đại chủng tộc cộng đồng quản lý thập đại chủng tộc cùng tiến cùng lui một câu nói kia vũ tộc nữ vương đã không chỉ là đối linh tộc nữ hoàng nói đồng thời cũng đối đan phượng nói ngắn ngủi sau khi trầm mặt đan phượng biết đầu đuôi về sau thật như là vũ tộc nữ vương một dạng tâm động nếu là có có thể nói ai nguyện ý đi từ bỏ viễn cổ long môn đan phượng lựa chọn từ bỏ đó là bởi vì thứ này xuất từ long tộc nhất là đậu trường sinh đối long tộc ra tay bọn họ phượng hoàng tộc cùng long tộc quan hệ quá khẩn mật phượng tổ lại nhảy ra hấp dẫn chú ý lực hiện tại thật sự là quá nhạy cảm cho nên đan phượng không thể không cân nhắc dàn xếp ổn thỏa có thể có năng lực nắm giữ viễn cổ long môn, tự nhiên là không thể buông tha. Trong trầm mặt đang phượng tinh thần tỉnh táo, chủ động truyền âm mở miệng nói, ngươi cái này một cái ý nghĩ rất không tệ. Viễn cổ long môn tồn tại, vừa vặn quản thúc bất hủ long môn, nhân tộc đối vi hiếp của chúng ta hạ xuống, cũng để cho các tộc có thể an tâm. Chỉ là ở trong đó độ khó khăn không nhỏ, đậu trường sinh có thể an tâm từ bỏ sao. Lấy đậu trường sinh tính tình, cho dù là giờ phút này tạm thời lui một bước, đó cũng là vì ngày sau lại tiến 10 bước làm chuẩn bị vũ tộc nữ vương thản nhiên nói, chuyện tương lai, tương lai lại đi nói, hiện tại không cần nghĩ nhiều như vậy. Lão đại tỷ muốn là đồng ý, như vậy chúng ta thì lựa chọn một cái người trung gian. Ta cho rằng long tộc cũng rất không tệ, tả hữu long tộc đã đắc tội đậu trường sinh, lại để cho long tộc đắc tội đậu trường sinh, đây cũng chỉ là nợ nhiều không áp thân. Ngược lại muốn là long tộc làm như vậy, đem về lấy được đến hữu nghị của chúng ta. Lão đại tỷ thật sâu hấp thụ thở ra một hơi, sau đó trùng điệp phun ra, vũ tộc nữ vương vẫn là cái này đến được, vô lại tương đối nghiêm trọng, lão là nghĩ đến bạch chơi. Người hữu nghị có cái lông tác dụng, không cho ngươi tốt chỗ, ngươi đảo mắt liền đem lão bằng hữu bán đi. Đang Phượng tăng thêm điều kiện nói, muốn thuyết phục Long tộc đồng ý, trả ra đại giới không nhỏ, bất quá dạng này đại giới đối tại chúng ta nhất tộc mà nói rất lớn, nhưng muốn là các tộc tiếp cận một tiếp cận, cái này cũng không tính là cái gì. Ta có lòng tin thuyết phục Long tộc, nhưng muốn để chuyện này thuận lợi phổ biến đi xuống, khẳng định cũng muốn để lợi cho nhân tộc. Đang Phượng trầm mặt một chút, lại mở miệng nói ít nhất phải cho đậu trường sinh bổ khuyết. Vũ tộc nữ vương không chút nghĩ ngợi nói, lúc trước chúng ta liên hợp cùng một chỗ mua thiên đế xuất tuần đồ, đến bây giờ không người có thể thấy rõ, trắng trắng hao phí không ít đạo nguyên. Cái này liên quan đến thời gian chi đạo, đậu trường sinh cũng tinh thông thời gian chi đạo, đem món này bảo vật trả lại đậu trường sinh. Để đậu trường sinh xem như truyền thừa chi vật, dù sao cũng là 15 phần đạo nguyên đâu, cho dù là chúng ta các tộc gánh vác xuống tới, một bộ tộc cũng là 5 phần đạo nguyên. Lấy đạo nguyên bây giờ trân quý, cái này cũng nói còn nghe được. Đan Phượng đối với cái này tương đối tán thành nói, nói không sai. Cứ việc cái này một phần, thiên đế xuất tuần đồ, không thể án chiếu lấy giá gốc để tính, có thể coi là là đánh một cái giảm đi, tính toán 10 phần đạo nguyên cũng không quá đáng, cứ tính toán như thế đến nhất tộc cũng không ít. Chúng ta nơi này đầy đủ, yêu tộc cùng thần tộc bọn họ lại ra là có thể. Đan Phượng hành động lực tăng mạnh, cùng vũ tộc nữ vương thỏa đàm về sau, cũng cùng linh tộc nữ hoàng câu thông một phen, nơi này thể hiện ra lão đại tỷ giao tiếp năng lực, trực tiếp bắt đầu cùng thần tộc câu thông một phen. Đem viêm thần nói tim đập thình thịch, đơn độc nhất tộc tranh đoạt viễn cổ long môn, dạng này hy vọng rất xa vời. Viêm thần cũng nhìn ra điểm này, bởi vì thu hoạch được viễn cổ long môn về sau, không chỉ là muốn đối mặt đậu trường sinh cùng nhân tộc trả thù, cái khác các tộc đố kỵ cùng nhằm vào, cái này cũng muốn cân nhắc đi vào. Cho nên không bằng lui lại một bước, viêm thần nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, bổ khuyết đậu trường sinh. Đồ vật bình thường đậu trường sinh cũng coi thường. Xuất ra bất hủ tài nguyên, đây cũng quá quý trọng. Nhớ đến lúc trước trị liệu bàn đào thụ thời điểm, đậu trường sinh buôn bán tộc ta, thiên đế xuất tuần đồ, lúc trước vì mua sắm cái này một phần, thiên đế xuất tuần đồ, thế nhưng là hao tốn cái giá không nhỏ. Ta nguyện ý cầm vật này đền bù đậu trường sinh. Nguyên bản bình tĩnh lắng nghe đan phượng, giờ khắc này không thể không mở miệng đánh gãy viêm thần mà nói, chờ một chút. Ngươi một lần nữa nói một lần. Thiên đế xuất tuần đồ ở đây không phải đang đấu giá thời điểm, bị chúng ta mua đi rồi sao? Làm sao lại rơi vào trong tay ngươi? Viêm thần chủ động bóc trần chuyện này, dĩ nhiên chính là dự định châm ngòi nhân tộc cùng phượng hoàng tộc còn có vũ tộc chờ quan hệ, dù sao bọn họ lúc trước thế nhưng là cầm vàng rồng bạc trắng, trọn vẹn 15 phần đạo nguyên mua một phần giả, thiên đế suốt tuần đồ. Đây chính là bị thiệt lớn, chuyện này viêm thần nhẫn nại rất lâu, một mực không có tìm kiếm được cơ hội tốt thiêu phá hết thảy. Viêm thần truyền âm nói, các ngươi lúc trước bị lừa, đậu trường sinh đem thật bán cho chúng ta thần tộc. Giờ phút này chính đang lắng nghe lấy trao đổi người, không thể không mở miệng nói, sai các ngươi đều sai tộc ta thiên đế xuất tuần đồ mới là thật cái này một thanh âm vang lên để nguyên bản trong lòng đắc ý viêm thần lập tức ngây ngẩn cả người giờ phút này viêm thần trong lòng sinh ra một cái dự cảm vô cùng không tốt không đây cũng không phải là dự cảm mà chính là sự thật nếu là có hai phần thiên đế xuất tuần đồ khẳng định như vậy là có nhất chân nhất giả nhưng muốn là ba phần thiên đế xuất tuần đồ như vậy toàn bộ đều là khả năng giả tính lớn nhất viêm thần trong lòng sinh ra nổi nóng Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đậu Trường Sinh, giờ phút này cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy chính mình, áp chế trong lòng thiêu đốt hỏa diễm. Cốc Tê dại. hợp lấy Đậu Trường Sinh coi bọn họ là làm ngu ngốc một dạng lừa dối, còn ngày này qua ngày khác thành công. Thiên đế xuất tuần đồ buôn bán bán đi nhiều như vậy, lừa dối bọn họ nhiều như vậy phần đạo nguyên, viêm thần chỉ là suy nghĩ một chút thì đau lòng. Phượng hoàng tộc bọn họ hợp lực mua 15 phần đạo nguyên, lại có bọn họ thần tộc, lại có. Cái này cần có bao nhiêu đạo nguyên a? Cái này, đây chính là đạo nguyên. Nhưng mà này còn không phải ác liệt nhất sự tình. Lớn nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận chính là, đậu trường sinh cầm là hàng giả, mà không phải hàng thật. Thiên đế xuất tuần đồ, chính phẩm, bây giờ tám thành chính treo ở đậu trường sinh trong nhà, mỗi ngày bị đậu trường sinh vuốt vuốt thưởng thức. Viêm thần mọc lên ngột ngạt, cứ việc phát hiện cái này một cái tàn khốc sự tình, có thể viêm thần lại là nhịn, không có đi bóc trần đây hết thảy, nói cho cùng bây giờ là vạn tộc tranh phong, không phải nhân thần chi tranh muốn chỉ là hai người bọn họ chủng tộc, viêm thần tự nhiên có thể không thèm đếm xỉa hết thảy, trực tiếp mở miệng đau âm thanh mắng to. Nhưng bây giờ đắc tội đậu trường sinh, chẳng phải là làm chim đầu đàn, cho cái khác các tộc hấp dẫn đậu trường sinh cừu hận, đây là hy sinh thần tộc, hạnh phúc vạn tộc, chuyện ngu xuẩn như vậy, viêm thần đương nhiên sẽ không làm. Một bên đăng phượng cùng vũ tộc nữ vương, toàn bộ đều có thể lắng nghe gặp. Đúng là như thế, cho nên bọn họ mới vô pháp tiếp nhận. Giả. Cái này, thiên đế xuất tuần đồ, là giả cái này cũng giải đáp trong lòng các nàng một nỗi nghi hoặc từ khi cái này thiên đế xuất tuần đồ thu hoạch được về sau bọn họ cũng tổ chức rất nhiều người quan sát một lúc mới bắt đầu tự nhiên là trong tộc anh tài bất luận là thiên phú và ngộ tính toàn bộ đều là nhất đẳng có thể cái này một nhóm người không có bao nhiêu hiệu quả điều này cũng làm cho bọn họ hoài nghi có thể quan sát thiên đế xuất tuần đồ có kết quả người không phải nương tựa theo thiên phú mà chính là duyên phận từ đó đại lượng không phù hợp người cũng có tư cách đến đây quan sát mà lại quan sát thiên đế xuất tuần đồ tư cách rất thấp chỉ cần có lòng nỗ lực một phen liền có thể thu hoạch được tư cách đương nhiên kết quả như vậy cũng là người xem không ngừng một vị không có khả năng có vòng đơn chuyên môn cho một người thưởng thức có thể cứ việc dạng này trước trước sau sau vô số người nhìn nhưng y nguyên không một thế năng có đủ thu hoạch nguyên bản bọn họ cho rằng đây là thời gian chi đạo quá khó khăn dù sao nhân tộc thu hoạch được thiên đế xuất tuần đồ nhiều năm như vậy cũng mới có lửa hút nhật đến mức đậu trường sinh không cần cân nhắc đây không phải là tình huống bình thường bây giờ xem ra, bọn họ thất bại là tất nhiên. Cái này, thiên đế xuất tuần đồ ở ngay từ đầu cũng là giả. Trầm mặt. Cả đám đều trầm mặt. Bầu không khí càng thêm áp lực lên, bọn họ mắc lừa bị lừa gạt, nhiều người như vậy mua hàng giả, cái này đạo nguyên chung vào một chỗ, cũng không phải một cái con số nhỏ. Đậu trường sinh tay không bắt sói, kiếm lấy nhiều như vậy đạo nguyên. Bọn họ vốn là trong lòng khó chịu, nhưng hôm nay càng khó chịu hơn chính là, nhất định phải nhịn xuống, làm làm cái gì cũng không có phát sinh, Bọn họ căn bản không biết chuyện này. Quá khó khăn. Linh tộc nữ hoàng mở miệng nói, đây là đánh nát hàm răng, sau đó hướng trong bụng nuốt a. Linh tộc nữ hoàng sau một phen cảm khái, sau đó mới tiếp tục nói, cái này mặc dù là ăn phải cái lỗ vốn, có thể cũng không phải một chuyện xấu. Thuyết phục nhân tộc đồng ý, đây chính là một cái lý do. Nhân tộc trêu đùa thiên hạ, cái này chung quy là phi thường ác liệt sự tình, nhân tộc cũng không muốn chuyện này bại lộ. Chỉ cần chúng ta lấy thêm một ít gì đó, đủ để bù đắp nhân tộc Đan Phượng không có nghe thấy câu nói sau cùng lúc, còn cảm giác linh tộc nữ hoàng đứng lên, có thể không nghĩ tới sau cùng đợi đến là linh tộc nữ hoàng trực tiếp quỳ. Tại bổ khuyết nhân tộc, lời nói này cũng không nói có khác biệt gì. Không có thiên đế suốt tuần đồ ở sự kiện trước, bọn họ cũng là làm như vậy đó a. À. Chương 1249, khiêu khích, đây tuyệt đối là khiêu khích. Thập đại chủng tộc hợp lực chấp chưởng. Đậu Trường Sinh tự lẩm bẩm, ngay tại cân nhắc lợi hại. Nói một câu lời thật tình, hiện nay cái này một cái bẫy thế, đối với nhân tộc mà nói, cũng là cực kỳ bất lợi. Muốn là cụ thể nói một chút, nhân tộc cũng bị khung đi lên, đã là đâm lao phải theo lao. Vạn tộc không thể từ bỏ viễn cổ long môn, nhân tộc tự nhiên cũng không muốn, song phương dằn co ở chỗ này, muốn là đối mặt một chủng tộc, đầu trường sinh tự nhiên là không sợ, nhưng trước mắt cái này nguyên một đám chủng tộc, cho dù là phượng hoàng tộc cùng thương tộc lui ra, nhưng chỉ là yêu tộc cùng thần tộc bất hủ số lượng, liền đã phi thường kinh người tám tôn. Cái này cũng chưa tính linh tộc cùng vũ tộc chờ các loại chủng tộc nhân tộc thực lực rất mạnh, nhưng vẫn chưa có nhất tộc trấn áp vạn tộc thực lực. Cho nên có lúc, không thể không suy tính một chút vạn tộc mang tới áp lực. Cho nên cái này bị khung đi lên, cố chiếm cứ viễn cổ long môn, cái này sẽ khiến sự phản cảm của bọn họ mâu thuẫn, đến lúc đó hình thành một cái phản nhân tộc liên minh, đây chính là được trả bằng mất. Kết quả như vậy, chính là một cái thỏa hiệp biện pháp. Các phương toàn bộ đều có thể tiếp nhận, giống như lúc trước bọn họ luyện chế độ thế kim kiều một dạng. Đậu trường sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn về phía từng vị bất hủ, trong lòng cũng tán thành cái này một kết quả. Dù sao viễn cổ long môn lực lượng, chính đang không ngừng bị bất hủ long môn thôn vệ, món này hỗn độn thần binh toái phiến, sớm muộn đều sẽ trở thành bất hủ long môn chất dinh dưỡng. Cho nên đã mất đi viễn cổ long môn quyền khống chế tuyệt đối, đây không phải chuyện gì xấu. Đây cũng là đậu trường sinh không thế nào mâu thuẫn nguyên nhân, bất quá cứ việc đồng ý, có thể mặt ngoài lại là hiện ra vẻ làm khó, không thích mở miệng nói, long tộc thất đức, viễn cổ long môn vốn nên do ta tộc thay trưởng quản, sau đó tại long tộc có anh hùng xuất thế thi hành nhân nghĩa thu hoạch được vạn tộc tán thành chúng ta tự sẽ trả lại viễn cổ long môn nhưng muốn là từ thập đại chủng tộc cùng một chỗ trưởng quản như vậy trả lại cho long tộc độ khó khăn thì tăng lên dù sao người càng nhiều ý kiến cũng liền có thêm các loại phiền toái tùy theo mà đến thảo đây là từng vị nhìn về phía đậu trường sinh lấy trong lòng sinh ra ý nghĩ đậu trường sinh người này thật sự là vô sĩ đến cực hạn nói ra ngữ quá không biết xấu hổ cái gì thay chấp chưởng cái gì gọi là trả lại? Viễn cổ long môn nếu như bị ngươi thu hoạch được về sau, khẳng định là bánh bao nhân thịt đánh chó, cái kia là tuyệt đối không có khả năng lại còn trở về. Đậu trường sinh khẩu thị tâm phi, đạo đức giả, giờ khắc này biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Cuối cùng vẫn là đan phượng chủ động tiến lên một bước, sau đó mở miệng giải thích nói, long tộc thất đức, thua thiệt nhân tộc đông đảo. Lần này thập đại chủng tộc thay trưởng quản viễn cổ long môn, long tộc tự nhiên không ở trong đám này. Cho nên long tộc có được số lượng, làm từ nhân tộc thu hoạch được đậu trường sinh tự lẩm bẩm nói, 2 phần 10. Cái này nhìn như cùng 10% so sánh nhiều không nhiều, nhưng cái khác số lượng đều là bình quân, thoáng một cái thì làm nổi bật lên nhân tộc địa vị, rồi hiện ra nhân tộc bá chủ địa vị. Bất luận là mặt mũi vẫn là lớp vải lót, cái này cho đều rất đủ. Đáng tiếc duy nhất cũng là long tộc, căn bản không cần phát biểu ý kiến, liền đã bị bọn họ cho đại biểu. Đậu trường sinh nhìn thoáng qua đan phượng, muốn tiếp tục dây dưa tiếp, rất có thể lại thu hoạch được một chút chỗ tốt, bất quá đậu trường sinh ánh mắt vừa di động, đã nhìn thấy cái khác từng tôn bất hủ thần sắc biết tiếp tục nữa lấy được chỗ tốt không nhiều ngược lại trêu chọc đến phản cảm cái này thì không cần thiết các tộc trong lòng đều là có một cây cái cân làm sao có thể vì viễn cổ long môn vô hạn cấp cho chỗ tốt đậu trường sinh thấy tốt thì lấy nói thôi được ta thì đại biểu nhân tộc cố mà làm trước thay long tộc trông coi đợi đến tương lai long tộc thật sự có nhân vương xuất thế có thể thu hoạch được vạn tộc tán thành như vậy tộc ta tự nhiên sẽ trả lại triệt để để long tộc cùng viễn cổ long môn không có quan hệ cái này là chuyện không thể nào căn bản không cần đậu trường sinh lưu lại cái này một cái cái thang đợi đến long tộc thực lực cường đại về sau một cách tự nhiên liền có thể đoạt lại cho nên còn không bằng nói hai câu lời hữu ích dù sao long tộc thật sự có thể thu hoạch được vạn tộc tán thành vậy khẳng định không phải nhân nghĩa mà chính là thực lực có thực lực này long tộc đã là thiên địa bá chủ nhân tộc đã sớm mất bá đến lúc đó cũng là không thể không trả đan phượng một lời đáp ứng nói long tộc có nhân vương xuất thế phổ biến nhân nghĩa này lại thu hoạch được vạn tộc ủng hộ tộc ta tự nhiên sẽ từ bỏ đối viễn cổ long môn khống chế lời hay không chỉ là đậu trường sinh sẽ nói đan phượng tự nhiên cũng biết nương theo lấy đan phượng một câu nói kia nói ra bầu không khí vốn ngột ngạt lập tức bắt đầu nhiệt liệt lên tất phương cùng viêm thần bọn người tuần tự không tách ra miệng côn bằng hoàng nhìn lấy nhiệt liệt lên tràn diện khi bọn hắn không có xung đột lợi ích về sau nguyên một đám lại bắt đầu đem đậu trường sinh xem như tổ tông nhất là cái kia cự nhân vương lại bắt đầu không biết xấu hổ lấy lòng lên đậu trường sinh thập đại chủng tộc chấp chưởng viễn cổ long môn chuyện này cùng côn bằng tộc không quan hệ côn bằng hoàng ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên kim ô hoàng giống như là thất tình tộc cụ nhạc lần này ngược lại là chưa từng xuất hiện đây cũng là chuyện rất bình thường thì cụ nhạc cái kia lá gan nào dám chính diện cùng đậu trường sinh đối nghịch võ đạo vạn tộc bên trong có bất hủ chủng tộc ngoại trừ thập đại chủng tộc cùng thất tình tộc bên ngoài tự nhiên không chỉ đám bọn hắn côn bằng tộc cùng kim ô tộc nhưng hai tộc bọn họ tuyệt đối là thứ nhất lúng túng thực lực bọn hắn cũng đủ mạnh nhưng là không có thu hoạch được tướng xứng đôi địa vị, như trước mắt lấy thực lực của bọn hắn, tuyệt đối là vượt ra khỏi thương tộc, vốn hẳn nên thu hoạch được viễn cổ long môn số lượng, có thể bởi vì không phải thập đại chủng tộc, cho nên căn bản không có chuyện của bọn hắn. Cung bằng hoàng cùng kim ô hoàng nhìn nhau về sau, mỗi người đều thu hồi ánh mắt, lại là không có ai đi náo, cho rằng dạng này phân phối không hợp lý. Trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, không nên nhìn thập đại chủng tộc bên trong mâu thuẫn trùng điệp, nguyên một đám chém giết lẫn nhau tranh đấu, nhưng bọn hắn đối với thập đại chủng tộc thể chế bảo trì, đây tuyệt đối là không để lại dư lực. Muốn là bọn họ dám đối thương tộc khởi xướng nghi vấn, như thần tộc cùng yêu tộc chờ tuyệt đối sẽ mở miệng bảo trì thương tộc. Cứ việc thương tộc đã kéo, thế nhưng không cho ngoại nhân khiêu khích, dù sao nếu là thật bị bọn họ thành công, cái này tổn hại chính là thập đại chủng tộc uy tín, thập đại chủng tộc chế độ đem lại nhận trùng kích. Lần này thành công, để công bằng hoàng đối với thập đại chủng tộc địa vị, lại một lần nữa khát vọng lên. Thập đại chủng tộc lại thơm. Nhất định phải tại gần nhất đem thương tộc kéo xuống, chỉ cần cung bằng tộc trở thành thập đại chủng tộc, như vậy hiện nay thương tộc lấy được quyền lợi, cung bằng tộc tự nhiên là có thể hưởng thụ lấy. Cho nên trước mắt đối với Viễn Cổ Long Môn quyền khống chế, cung bằng tộc căn bản không cần đi tranh đoạt. Đại khái tình huống định ra đến, cụ thể muốn làm thế nào, cái này còn cần tiến một bước hiệp đàm, bất quá đây cũng không phải là bọn họ nói sự tình. Đậu Trường Sinh không muốn phản ứng cái này một chuyện phiền toái, Viễn Cổ Long Môn cùng Bất Hủ Long Môn trùng điệp quá nghiêm trọng, Đậu Trường Sinh đối Viễn Cổ Long Môn không có gì quá lớn ý nghĩa chỉ cần cầm bất hủ long môn không ngừng cướp đoạt viễn cổ long môn lực lượng là đủ cho nên lẫn nhau khách sáo một hồi mỗi người đều đã tán đi lúc trời đi trò chuyện vui vẻ một điểm cũng nhìn không ra trước đây không lâu dương cung bạc kiếm bầu không khí tới nhất là viễn cổ long môn y nguyên đứng sững ở tại chỗ đậu trường sinh liền trực tiếp rời đi điểm này cũng là thập đại chủng tộc chế độ chỗ tốt cái này một cái chế độ xuất hiện hết mấy vạn năm ngay từ đầu các loại không đủ đi qua thời gian dài dằng dặc ma sát đều đã có thích đáng phương thức xử lý như là trước mắt cái này một loại phương thức xử lý, cái này mấy vạn năm đến phát sinh tự nhiên không chỉ có một ví dụ duy nhất, cho nên không cần bọn họ hiệp thương, xử lý như thế nào viễn cổ long môn, chỉ cần án chiếu lấy thông lệ là đủ. Có tiền lệ có thể tìm ra, tự nhiên không người dám phá làm hư quy cũ, này lại cùng xúc động phẫn nộ, cho dù là nhân tộc đều gánh không được, chứ đừng nói là bọn họ, cho nên đậu trường sinh rất yên tâm. Bất hủ long môn mở ra, đậu trường sinh chậm rãi đi vào trong đó, lần tiếp theo lại xuất hiện, đã đi tới nhân gian giới Đông Hải đậu trường sinh đứng tại nhân cảnh trước không có thẳng vào nhân cảnh chính là sợ gây nên nhân cảnh kịch liệt phản kháng đi vào đông hải chuyển hướng một chút đậu trường sinh liền đã cho người ta cảnh truyền tin tức lại mở hắn bất hủ long môn như vậy thì có thể trực tiếp nhập nhân cảnh tuy nhiên tề địa cấm đoán truyền tống nhưng chỉ cần thu hoạch được cho phép về sau đậu trường sinh không nhìn thẳng rơi mất phong tỏa đương nhiên làm như thế đại giới không nhỏ muốn bất hủ long môn xông phá các loại đại trận phong tỏa cùng bảo vật giam cầm cái này sẽ cho người tộc tổn thất nặng nề cho nên vẫn là muốn đi theo quy trình đậu trường sinh hơi trì hoãn một hồi ngay tại câu thông nhân cảnh đậu trường sinh làm như thế chỉ là theo bản năng hành động bởi vì tề địa ở vào nhân cảnh đông phương vị trí lớn nhất biên giới như đậu châu cùng môn châu chờ đều dựa vào cận đông biển cho nên muốn nhập nhân cảnh tuy nhiên đối đậu trường sinh mà nói bất luận là nam phương vẫn là bắc phương căn bản thì không có gì khác nhau động lòng người đều là như vậy đều sẽ vô ý thức lựa chọn một cái khoảng cách gần địa phương đậu trường sinh căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều nhưng có một người suy nghĩ nhiều phải biết đậu trường sinh tới địa phương là nơi nào đông hải giờ phút này chính mượn nhờ kim tiên bất tử phù phục sinh tù ngưu làm bất hủ long môn mở ra lúc tù ngưu liền đã cảm nhận được dù sao cái này một loại vượt ngang thiên ngoại thiên cùng nhân gian giới truyền tống muốn vô thanh vô tức lời nói cái này thật sự là có một ít khó khăn long tộc lãnh địa đông hải cũng không phải tùy ý ngoại nhân có thể tùy ý ra ra vào vào địa phương long tộc cũng là bố trí xuống đại trận chỉ là đối với cùng nhân cảnh giáp giới biên giới khu vực không gian giam cầm lực lượng hơi yếu một ít đây đối với bất hủ long môn mà nói giống như là không tồn tại có thể bất hủ long môn đưa tới ba động vẫn là bị tù ngưu rõ ràng cảm giác được phát hiện cái này một cổ không gian ba động chợt tù ngưu thì xác nhận là đậu trường sinh đến đông hải vừa mới bắt đầu phát hiện thời điểm tù ngưu trong lòng giật mình mồ hôi lạnh chảy ròng vô cùng sợ hãi sợ hãi đậu trường sinh đến đông hải mục đích là chém tận giết tuyệt nhưng chợt đã nhìn thấy đậu trường sinh không nhúc nhích tù ngưu thì biết mình cả nghĩ quá rồi bây giờ vạn tộc đều kịp phản ứng bọn họ tuyệt đối không cho phép long tộc hủy diệt, không có long tộc ai có thể ngăn trở nhân tộc hiện lên ở phương đông con đường. Cho nên đây là khiêu khích, cho dù là giết mình, chính mình cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Đậu trường sinh diệu võ dương oai, thì là cố ý chọc giận chính mình. Chương 1250, đậu trường sinh muốn diệt long. Hận. Phẫn nộ. Đây chính là sợ hãi sau hiện ra tâm tình. Tù ngư bén nhọn long trảo, đã bắt đầu khép lại lên, đã đâm rách không thể phá vỡ vảy rồng, thật sâu đâm vào đến máu thịt bên trong, dọc dọc máu tươi theo tù ngưu lòng bàn tay, bắt đầu không ngừng nhỏ xuống. Huyết dịch giống như bảo thạch đồng dạng, không ngừng vẩy rơi trên mặt đất, mỗi một giọt máu trong suốt sáng long lanh, tự thành một thể, tràn ngập lực lượng cường đại. Đây đối với bất luận cái gì một tên võ giả mà nói, đều là một kiện hiếm thấy chí bảo. Cái này đủ để cho một tên phàm tục võ giả một bước lên trời, trực tiếp bằng này chí bảo, trở thành một tên cường giả. Cải biến một người vận mệnh, được xưng tụng là một trận đại cơ duyên, đại tạo hóa nhưng bảo vật như vậy hiện nay tùy ý vẫy rơi trên mặt đất không có ai đi để ý tù ngư một trái tim hoàn toàn bị phẫn nộ tràn ngập đậu trường sinh kinh người quá đáng cái này là hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt đem mình làm làm quả hồng mềm có thể tùy ý hắn nắm tử một lần tù ngư vốn là vô cùng nén giận lần này chết đi tự thân đại giới không nhỏ mà lại bá hạ còn chân chính chết rồi nguyên bản lửa giận thì không thấp nhưng bây giờ tù ngư phát hiện cùng hiện tại đậu trường sinh cái này một loại khiêu khích so sánh liền tự thân tử vong cùng bá hạ tử vong cũng không tính là là chuyện. Tù ngư luôn luôn là tâm cao khí ngạo, chính là tổ long cửu tử đứng đầu, viễn cổ thời đại cũng đã là tổ cảnh, đã trải qua long tộc huy hoàng nhất thời kỳ, cho dù là long tộc bị thần tộc lật đổ, long tộc đã mất đi trước kia quyền thế, có thể tù ngư vẫn là một tên tổ cảnh, cho dù là thanh thiên câu quân đều lấy lễ đối đãi. Tù ngư cái gì thời điểm bị qua ủy khuất như vậy? Quá oan uổng. Đậu trường sinh giết hết chính mình về sau, còn tới Đông Hải khiêu khích, cái này biểu đạt ra đến đối với mình không nhìn thái độ, để tù ngưu lửa giận không ngừng trùng kích thần trí, chỉ có còn sót lại xuống lý trí, mới cực lực khắc chế chính mình. Không thể sinh khí, chỉ cần mình xúc động, như vậy thì bị lừa rồi. Tí tách, tí tách, tí tách. Từng tiếng huyết dịch nhỏ xuống thanh âm, tuần tự không ngừng vang lên. Cái này thanh âm rất nhỏ, đối với một tôn bất hủ cường giả mà nói, giống như hồng trung đại lữ thanh âm, không ngừng vững chắc lấy tù ngưu tâm thần. Có thể tù ngưu lửa giận trong lòng, lại là không có tiêu giảm, ngược lại càng thêm thịnh vượng chính mình dù sao cũng là một tôn tổ cảnh a đậu trường sinh cũng dám như thế không coi ai ra gì đậu trường sinh hiện thân đông hải cái này không chỉ là kích thích tù ngưu cũng kích thích không ít người phải biết đậu trường sinh tính kế long tộc phục sát tù ngưu chiến đấu cái này mới vừa vặn kết thúc mà thôi một ngày không không cần nói là một ngày thời gian tự sau khi chiến đấu kết thúc tối đa cũng cũng là hơn một canh giờ mà thôi đậu trường sinh thì quan minh chính đại đường hoàng đi tới Đông Hải, muốn là đậu trường sinh cẩn thận từng ly từng tí, ẩn nặc hành tung tới, như vậy cái này còn chưa tính, mấu chốt là đậu trường sinh không có bất kỳ che giấu nào. Dường như trước đây không lâu đại chiến, căn bản chưa từng xảy ra một dạng, võ đạo nội bộ đoàn kết, nhân tộc cùng long tộc quan hệ muốn tốt. Chính vị tại trong tộc xử lý sự vụ, sau đó chờ đợi đăng phượng tin tức bạch phượng, tại thu được đậu trường sinh hiện thân Đông Hải tin tức về sau, lập tức thì theo đóng băng trên ghế ngồi đứng lên. Bạch Phượng bỗng nhiên đứng dậy, lập tức đụng phải trước mặt hàng băng cái bàn, để chén trà cùng sách rơi đầy đất. Lấy Bạch Phượng thực lực, tình cảnh này vốn là không cần phải phát sinh. Nhưng hết lần này tới lần khác phát sinh, đủ để chứng minh hiện tại Bạch Phượng khiếp sợ trong lòng. Đậu trường sinh làm sao dám? Làm sao dám lại đi Đông Hải? Cái này chẳng phải là tại bá hạ mộ phần phía trên khiêu vũ. Bạch Phượng tam quan, tầm vang ở giữa phá toái. Trong thiên hạ lại có này to gan người, chẳng lẽ không sợ tù ngưu liều lĩnh, trực tiếp tới liều mạng, đến lúc đó long tộc cùng nhân tộc liều lĩnh khai chiến, cái này bất luận một loại nào hậu quả đều phi thường lớn. Phải biết tù ngưu có thể tử, cứ việc Bạch Phượng không nhìn thấy cụ thể chi tiết, nhưng cũng có tin tức truyền đến, là Bạch Phượng miêu tả ra đại khái tình huống. Tù ngưu chết rất quan, đây không phải tù ngưu thực lực không đủ, mà chính là lần này đậu trường sinh chuẩn bị quá chu đáo, vận dụng bất hủ cường giả quá nhiều. Quỳnh Hoa Thiên Tôn, Thiên Kình Vương, Phù Tổ, tuyển Cổ Thái Dương Thần, bốn vị này nơi nào có người yếu. Đại bộ phận đều là tổ cảnh, liền xem như tù ngư chuẩn bị chu toàn an bài phượng tổ cái này một cái hậu thủ nhưng cũng không địch lại đậu trường sinh cáo già quỳnh hoa thiên tôn có thanh đồng thần đăng món này ngày xưa thanh thiên câu quân chuyên môn chú tạo dùng để khắc chế phượng tổ bảo vật lập tức đem phượng tổ cái này một vị cường giả biến thành tàn tật những người còn lại bên trong đậu trường sinh ngăn chặn bá hạ mấy tôn bất hủ vây giết tù ngư tù ngư làm sao có thể đánh thắng được cái này tất nhiên muốn chết à cho nên tù ngư sau cùng lựa chọn tự bạo có thể vạn vạn không có dữ liệu được, đây hết thảy đều tại đậu trường sinh tính kế bên trong. Bạch Phượng trầm mặt. Giờ khắc này mới biểu dương ra đậu trường sinh đáng sợ tới. Người này quá lợi hại. Tù ngư nhất cử nhất động, đều bị đậu trường sinh an bài rõ ràng. Mượn nhờ tù ngư tự bạo tử vong, sau đó thuận thế phá hủy rơi mất bá hạ bia, thành công đánh chết bá hạ. Bá hạ phòng ngự thiên hạ vô song, đây là khó khăn nhất giết chết tồn tại, nguyên bản sẽ không xảy ra chuyện, có thể đại chiến sau khi kết thúc, bá hạ chân chính tử vong, Ngược lại là Tù Ngưu mượn nhờ Kim Tiên bất tử phù sống lại. Bạch Phượng trong lòng rõ ràng, Tù Ngưu có thể tử một lần, liền có thể tử lần thứ hai. Chỉ cần Tù Ngưu chết lại, Long tộc thì thật sụp đổ. Cái này không thể không nói, đậu trường sinh người này thật mang thù, hung ác. Bạch Phượng sau cùng thất vọng mất mát, bất luận là Tù Ngưu cùng bá hạ, cái này đều là tổ cảnh, cũng không phải cái gì rau cải trắng. Bạch Phượng chậm rãi ngồi ngay ngắn xuống, đang suy nghĩ lấy đến đón lấy chuyện có thể xảy ra, nhân tộc cùng Long tộc sẽ sẽ không khai chiến sau cùng bạch phượng tự dẻo cười một tiếng vạn tộc bên trong cũng chỉ bọn hắn không muốn nhân tộc cùng long tộc khai chiến cái khác bất luận chủng tộc nào hiện tại hận không thể để nhân tộc cùng long tộc liều một cái lưỡng bại câu thương nhân tộc thực lực quá mạnh nếu là có thể bị suy yếu đây tuyệt đối là một chuyện thật tốt nhưng đối với phượng hoàng tộc mà nói muốn là long tộc thực lực nhỏ yếu bọn họ liền không có cái này một cái bình chướng thiên nhiên bảo hộ thuẫn bài liền muốn chính mình sừng sững tại đại địa phía trên tiếp nhận cùng phong bạo vũ xâm nhập điểm này bây giờ phượng hoàng tộc rõ ràng là không có chuẩn bị tốt dù sao có long tộc tồn tại các loại dẫn đầu nhằm vào đều là long tộc mà không phải bọn họ phượng hoàng tộc đậu trường sinh người này quá độc ác bạch phượng lại một lần nữa cảm thán lên đổi thành người bình thường đại chiến đạt được thắng lợi về sau liền trực tiếp thấy tốt thì lấy bắt đầu kiểm kê thu hoạch liền xem như lại có thể giày vào người vừa mới giày vào xong chung quy cũng là muốn có một đoạn lúc nghỉ ngơi kỳ nhưng đậu trường sinh hết lần này tới lần khác thì không giống nhau nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt. Bạch Phượng trầm mặt xuống, ước chừng đi qua một phút thời gian. Bạch Phượng phía trước vị trí, đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, còn như điện chớp, trong nháy mắt thì đã đi tới Bạch Phượng trước mặt. Bạch Phượng chậm rãi hướng về phía trước vương trắng nõn tay ngọc, trực tiếp bắt lấy quang mang, màu trắng sữa quang mang, không ngừng tại Bạch Phượng trong lòng bàn tay tiêu tán, lộ ra quang mang bên trong đồ vật, cái này là một cái trắng như tuyết ngọc giản. Ngọc giản sau lưng mọc lên hai cánh, hai cánh trắng tinh không tì vết, không ngừng chậm rãi phía trên phía dưới chập trùng, tràn ngập ra màu trắng sữa quang mang. Dường như giống như là từng cây trắng tinh không tì vết lông vũ, chính đang không ngừng vẫy xuống thiên địa. Nương theo lấy Bạch Phượng bắt lấy ngọc giản, ngọc giản phía trên vũ dực, không ngừng bắt đầu tán loạn, không lâu sau công phu liền đã biến mất không thấy gì nữa. Bạch Phượng tâm thần bắt đầu chìm vào ngọc giản, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, ngọc giản lan truyền tin tức không gọi được mau lẹ, bởi vì còn có càng nhanh biện pháp, nhưng cái này một loại phương thức cực kỳ an toàn, không dễ dàng bị ngăn cản, đồng thời dạng này đại biểu cho đây là tối cao đẳng cấp tin tức cho nên Ngọc Giảng truyền tin, cái này đại biểu cho có đại sự phát sinh. Bạch Phượng nhìn thứ nhất mắt, một cái tay theo bản năng đè xuống một bên băng tòa phía trên tay viện. Trong lòng bàn tay không khỏi dùng lực, răng rắc một tiếng, tay viện liền đã bị Bạch Phượng cứ thế mà bóp nát. Bạch Phượng lại một lần nữa thất thố. Bởi vì Bạch Phượng nằm mơ cũng không nghĩ tới, đậu trường sinh không chỉ là xuất hiện ở Đông Hải khiêu khích, lại còn an bài nhân thủ, bắt đầu ở Đông Hải bên trong làm loạn. Đúng vậy, Ngọc Giảng này truyền đưa tới tin tức, thì là Đông Hải loạn có người tại đông hải bên trong trực tiếp bắt đầu cướp đoạt long tộc bảo khố giết chết long tộc thần ma cứ việc tin tức truyền đến bên trong không có chứng cớ rõ ràng cho thấy chuyện này cùng đậu trường sinh có quan hệ nhưng bạch phượng tin tưởng đây nhất định là đậu trường sinh làm long tộc thế nhưng là thập đại chủng tộc một trong viễn cổ bá chủ chủng tộc trong tộc bất hủ cho dù chết bá hạ cùng khuê thủ cũng còn có tù ngưu ngân long chúc long trong đó tiên thiên thần ma cũng không ít thần ma càng nhiều hơn thực lực cường đại như vậy bình thường người làm sao dám đắc tội, cho nên đáp án đã miêu tả sinh động. Đậu trường sinh đây là nhìn chính mình không cách nào kích thích đến tù ngưu, sau đó đem chuẩn bị xong hậu thủ vận dụng, để Đông Hải ở vào hỗn loạn bên trong, tiến một bước kích thích tù ngưu, kích thích long tộc. Bạch Phượng hiện ra thật sâu nghi hoặc đến, viêm thần muốn diệt long, đậu trường sinh không nói một lời, vốn cho là đậu trường sinh không có ý nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, viêm thần cũng chỉ là trong miệng nói một chút, đậu trường sinh không chỉ là nghĩ như vậy, cũng trực tiếp làm như vậy. Bàn về hành động lực đến, song phương căn bản không cùng đẳng cấp. Bạch Phượng suy nghĩ thời điểm, một cái tiếp theo một cái tin tức, bắt đầu không ngừng truyền tới. Làm Bạch Phượng nhìn khối thứ ba ngọc giảng thời điểm, lại là nổi lên vẻ cười lạnh, nguyên bản không có chứng cứ, hiện nay đều có. Cái kia tại Đông Hải làm loạn, khắp nơi gây chuyện thị phi, đoạt đoạt bảo vật kẻ cướp, bên trong một cái người sử dụng tiên thiên thần binh, đã xác định là Đại Hạ Long Tước Đao. Mà món này thần binh, chính là tự vô mệnh bảo vật. Tự vô mệnh cùng đậu trường sinh quan hệ không cần nhiều lời, những người còn lại bên trong nhất định có ám vương, cái này toàn bộ đều là cùng đậu trường sinh cùng một nhịp thở người, muốn nói cùng đậu trường sinh không có quan hệ, chó đều không tin. Đậu trường sinh thật sự là đủ hung ác, cái này tiểu thủ đoạn là một cái tiếp theo một cái. Cũng không biết tù ngưu có thể hay không nhịn được. Bạch Phượng một trái tim, đều đã nhấc lên. Không hiểu ở giữa đối đậu trường sinh người này, có một chút hoảng sợ. Bởi vì long tộc cùng nhân tộc khai chiến, cho dù là nhân tộc chiến thắng, cũng sẽ là lưỡng bại câu thương, nhân tộc thương vong không nhỏ. Người bình thường chắc chắn sẽ không làm. Nhưng hết lần này tới lần khác đậu trường sinh làm. Loại này không cách nào phỏng đoán, thần bí mới khiến cho người sợ hãi. Dù sao ngươi không cách nào dùng bình thường tư duy đi cân nhắc bệnh tâm thần là nghĩ như thế nào.